morning. Hey! Trả tiền nhà đi. Tôi nói là tôi hết tiền rồi, không có trả tiền nhà. Ủa mày Thiếu. Mất cười vậy? Cười đi. Ê, mày mướn nhà người ta, mày ở, mày trả tiền là chuyện rất là bình thường, rất là cơ bản nha. Thì đúng rồi, còn bà chưa có hiểu là người ta không có tiền, tao không có trả cho bà làm sao. Ê mày ăn nói nghe ngược quá à. Nè, tao đã bớt cho mày 3-4 tháng rồi, dịch giật ok, vui vẻ chị em mình. Nhưng mà bây giờ hết dinh mày phải trả tiền cho tao chứ. Ủa bà đuôi hả, sao bà không thấy tôi không đi làm hả? Tôi nói bà rồi, bà đợi tôi đi. Tôi đi làm tôi có tiền một cái hay tôi mua luôn cái phòng này của bà cho bà. Đừng nói nhiều, mua luôn gì kỳ mày. Mày có mua gì kỳ mày. Nhưng mày làm ơn làm phước mày trả tiền giùm tao một cái. Nè tôi nói cho bà nghe rồi nha, tôi đang quay bà nha. Tôi bót lên tấp tấp một cái hai cộng đồng mà nó vô nó chửi bà cho bà coi. Bà chủ nhà khó tính mà còn già nữa chứ. Xin chào các bạn tấp tấpper nha. Có ai như cái con này không? Hả? Bớt cho 3-4 tháng rồi bây giờ đòi tiền không trả. Tao nói không trả tao hả? Biến ra khỏi cái nhà trọ này mọi tao. Mọi người ơi, mọi người thấy dữ sợ không mọi người? Bà chủ nhà 40-mấy 50 tuổi rồi mà bây giờ cũng còn nhõng nhẽo nhõng nhẽo ngồi lên bàn người ta rồi hả? Bây giờ đuổi người ta ra khỏi nhà trong khi đó giật giật người ta. Nè tôi nói cho bà nghe nha, tôi muốn trả là tôi trả, còn tôi không muốn trả là đừng có đòi tôi nha. Bà tự trọng chút xíu đi. Đó, như quỷ nhiều không mọi người, coi nè đây nè, người không muốn muốn làm ngựa nè. Chị Nguyệt ơi Chị Nguyệt ơi. Ủa chị Nguyệt, chị mới té hả? Té đau không chị Nguyệt? Mắc cười ha, đang mắc cười ha. Không nghĩ tới được. Biển. Chị Nguyệt. Biển. Chị phải coi lại coi mình. Chị phải suy nghĩ, nếu mà chị đuổi em là chị ấy lắm chị Nguyệt. Chị Biển. Chị Nguyệt. Em lại chị luôn. Biển. Biển. Thằng chó này. Chó gì? Bà mới chó. Tao nói một câu mày cãi một câu. Biển. Chị, cho em hỏi đây là thuê phòng không chị? Mày lại nhảy hả? Kêu mày biến chưa? Dạ, em biến. Dạ rồi cưng. Sao chị chạm tay em vậy? Sao em nhìn chị mệt quá, chị biết gì đẹp rồi. Đi đâu đây? Dạ, em đi tìm phòng để em thuê. Tìm phòng thôi? Dạ. Vậy là tìm chị đúng rồi. Là chị là chủ ở đây á hả? Nhìn chị không giống chủ hả? Chị ơi, giờ chị có thể vui lòng cho em ở chung với chị. À, không, chị cho em ở chung nhà trọ với mọi người ở đây được không ạ? Táo bạo à. Vô đây chị cho đi coi phòng. Đi. Chị đi trước đi. Không nắm tay chị hả? Dạ. Chị đừng làm em sợ. Chị đi nha. Dạ. Ủa chị. Chị ổn không vậy? Sao vậy em? Em cảm giác em hơi hoang mang khi em vào đây. Chân chị. Chân chị bình thường. Tại nó ngứa quá chị bỏ ra chị em thương nè. Này. Như thế. Lại đây với chị nè. Dạ. Mấy quá. Lại đây. Ủa mày dạ. Ôi chị. Đi đây coi nhà nè, nhà đẹp lắm. Sao vậy? Cái này mà không trả tiền nhà là bị vậy đó em. Đi vô đây. Cái bà già này thiệt chứ. Ây da. Đi vô đây coi nhà đi. Đi vô đây. Bà già. Nhà. Đi đâu vậy? Đi vô đây. À. Má, có cơm ăn chưa má?
Bay vô ăn với ba bay đi, má buồn quá má không ăn đâu. Má, má sao vậy? Thì má buồn. Anh hai bay đi xa rồi. Trời đất, anh hai chết rồi má. Trời ơi, cái con này, nói cái gì vậy con? Sao ba giỏi con? Con gái con hứa gì mà ăn nói không có duyên dùng gì hết trơn thì, à? Thì đó, thì má nói là anh hai đi xa con tưởng đó là má. Thôi, nói tụi bậy bạ, có hôn bây giờ. Còn bà nè, cũng không trách được con. Bà của bạn nói không ra gì. Tôi nói sao không ra gì? Chứ không phải hả? Thí dụ con trai mình đi thì nó nó lên trên chợ nó làm ăn xa rồi, đúng không? Ủa thì nó vậy? Đi Sài Gòn là xa thì tôi nói xa. Thì cái vụ đó ai cũng biết mà má. Nhưng cái tông bà nói nó buồn lắm. Chứ ông muốn tôi nói sao? Không lẽ con trai tôi đi làm xa cái tôi nói con trai đi làm xa rồi tôi phải vui. Hồi nãy bà có cái chữ làm được đó không? Hay là bà nói con đi xa rồi? Tôi buồn mà còn bắt bẻ nữa. Sao không bắt bẻ? Thôi mà ba. Ba. Gì? Ba có nhớ anh hai không? Con trai của ba, ba không nhớ sao được? Vậy ba nhớ anh hai rồi ba không chịu ăn cơm luôn hả? Ai nó không chịu ăn cơm? Bà kìa. À, có nấu cơm đâu. Mà tôi nói thiệt á, nó đi làm mới có 3 ngày à. Mà bà làm một hồi tôi tưởng nó đi 3 năm rồi đó. Buồn rầu buồn rỉ. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Ông thì biết cái gì? Anh em bà còn hát nữa hả? Nè, tôi nói cho bà nghe. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, nhưng tình cha ấm áp như vầng Thái Dương. Thái Dương lớn hơn cái Thái Bình của bà không? Sao mà ông lớn bằng tôi được? Sao không lớn bằng bà? Thôi mệt quá à. Thôi ba, ba nhịn má đi. Sắp tới giờ con học bài rồi đó. Còn con nữa. Nuôi con lớn tòng ngồng như vậy rồi mà ăn uống lúc nào cũng để ba má làm lo cho con là sao? Hả? Thì hôm nay má nấu nên con đợi má. Thí dụ hôm nay ba nấu đi con sẽ đợi ba. Rồi có một lúc nào đó con có thể để cho ba má đợi con nấu cơm được không? Thì lúc đó con phải hỏi ba má có đợi con được hay không á. Chứ lâu lắm mà nha. Trời ơi. Thì mệt cái nhà này ghê luôn á. Má. Thôi con xuống dọn cơm ăn đi. Cô đương gái thiệt. Không được gì hết. Tự nhiên nhớ anh cả dữ vậy trời. Chị chủ ơi. Chị chủ ơi. Chị luôn dành cho em những bất ngờ đó. Trời ơi, đến với chị là có bao giờ mà không bất ngờ đâu. Sao? Nói chung là sáng giờ chị thấy chú thì giỏi giá cũng nhiều nơi, nhiều chỗ đó. Rồi quay lại với chị, sáng kịp đồng luôn nha. Dạ. Thì em đồng ý ở cái khu này là phòng của chị là đẹp nhất. Sao? Giá tiền của chị là tốt nhất. Nhưng mà chị ơi, thật lòng là em ở dưới quê lên, một mình lên thành phố à. Khả năng em không đủ. 3,5 triệu cao quá. Bây giờ sao? Bớt em nha chị. Bớt sao giờ? Hết có rồi. Thôi nói chứ nếu mà 3,5 triệu bé thuê không được, thôi bé đi chỗ khác nha. Chỗ chị cũng đắt, có nhiều người thuê. Thôi đi đi bé. Kêu đi đi liền. Thằng bé này, em như một tấm chiếu mới vậy đó. Chưa từng trải. Thôi nè, khùng quá nói đi cái đi à. Bây giờ chị bớt 3,3 triệu nha. Trời ơi, tự nhiên nhìn lại chị cảm giác chị tươi tắn quá à. Chị tươi tắn chứ. Chị quyến rũ quá à. Ai trả giá chị cũng nói chị vậy hết trơn á. Sao 3,3 triệu nha. Chị đẹp. Cao quá à. 3,2 triệu. Bé. 2,5 triệu được. 2,5 triệu hả? 2,5 triệu thôi ra bụi chuối ở đi cưng. Hay vậy quá, hay kỳ kèo quá à. Không được đâu em ơi. Thôi nè. 2,5 triệu hả chị? 3 triệu. Hết có rồi em ơi. Thiệt, chị mới gặp em, chị mến em liền. Chị coi em như là em ruột của chị vậy đó. Hiểu không? Riêng em thích là được. 3 triệu. 3 triệu. Cộng 1 tháng thôi. Khả năng em chịu không nổi. Em nói thiệt, em biết là cái giá đó rẻ nhất khu này rồi. Nhưng mà bây giờ em đồng ý với chị, cái em trả được 1 tháng, 2 tháng, mấy tháng sau em thiếu nợ chị, mất uy tín. Không ấy vậy nè. Bây giờ ở một mình 3 triệu cũng nặng đúng không? Thôi chị tính vậy ok luôn nè. Kiếm đứa nào ở với mày đi. Mỗi đứa 1,5 triệu nhẹ hiểu. Hay quá vậy. Ừ. Nhưng mà không được. Em có một mình à. Một thân một mình dưới quê lên, đâu có ai đâu ở ghép. Có tôi. Ủa?
anh trai. Nhân trời, đúng rồi. Đồng hương, đồng hương. Trời đất tròn, tự nhiên anh em gặp nhau trên này hả? Dạ. Ủa, anh bỏ nhà là lên đây hả? Bậy bạ. Anh quyết tâm lên thành phố lập nghiệp. Còn em? Em cũng quyết tâm lên thành phố lập nghiệp. Hay quá, ý tưởng lớn gặp nhau. Ý dạ. Trời ơi, vậy mà không nói anh biết. Nếu biết trước á, hai anh em đi chung. Làm riêng mình lên trên này, sợ bị lừa gạt ghê luôn á. Trời ơi. Mắc gì mày nhìn tao rồi mày, trời ơi. Ơi mày nhìn vậy, người ta nói tao lừa gạt nha. Vô tình thôi. Vô tình. Thôi mày vô tình, nhưng mà người ta là người ta suy nghĩ cố ý, hiểu không? Người ta nghĩ là tao đi lừa gạt hai đứa nhà quê tụi mày. Hiểu chưa? Bây giờ làm sao? Giá đâu ok không? 3 triệu. 3 triệu mà ở ghép thì mỗi người có 1,5 triệu à, được á. Không, không bé. Mọi người 1,6 triệu cơm điện nước nữa, chia em phí quản lý chị nữa. Chị, nãy chị mới nói em phòng 3 triệu mà. 3 triệu chứ điện nước. 100 ngàn lại mang cả tháng trời á. Hay vậy quá, kỳ kèo với chị quá đi. Ủa? Hưng mới làm gì hả Cưng? Đó, chị Nguyệt, ăn tối chưa? Chưa, Cưng đang đứng đây tiếp à. Lấy em chai dầu ăn nha chị. Tắm hả? Không, em nấu ăn. Nói chứ chạy đi, trời đánh tụi mày đó. Mưa tới giờ nè chạy. Ủa sao vậy? Em mới ở đây 10 năm rồi chưa bao giờ em nấu ăn hết á. Trời ơi, biết sao không? Mẹ em nói với em á là con gái phải tập nấu ăn để cho sau này em dễ lấy chồng. Nè, nên đứng cẩn thận nha, cẩn thận chí nổ không chị nha. Dạ, chị. Cộng với tiền phòng luôn nha. Thôi em lên nha, bye bye. Thường quá rồi sao? 3 triệu 2 sao? Thiệt luôn á, em đúng còn đúng 1,5 triệu à, 3 triệu 2 à, chắc em không có. Anh 1,7 triệu, anh 1,7 triệu. Em 1,5 triệu thôi, anh gánh cho, anh gánh cho. Ủa vậy? Sao? Không sao, chị ơi. Tự nhiên em cảm nhận nha. Tự nhiên từ trong thâm tâm của em cảm nhận là cái khu đất này của chị á, nó hợp dông, hợp dí em sao á. Đất lành chim đậu á chị. Nó là một cái nền tảng, là một cái đà để sau này em phấn đấu từng bước em đi lên. Em sẽ là một đại gia, em mua luôn khu đất này của chị. Quá đã. Nói chung là riêng em thích là được. Dạ. Đúng không? Rồi ok. Dạ, 3 triệu 2 chưa điện nước đúng không? Ê, ê, ê. Mới nói là tại điện nước mới lên 3 triệu 2 đó. Không, 3 triệu 2 là chưa. Anh chịu luôn tiền điện nước. Tổng cộng em 1,5 triệu thôi, tất cả anh lo hết nha. Ê, mấy này mấy gái khờ quá ha. Nói chứ hai 3 triệu 2 luôn điện nước được chưa? Tôi lên nhận phòng là hợp đồng nha. Dạ, hay quá. Ủa? Tự nhiên nằm ở đây. Ủa? Sao đây có người vô gia cư vậy? Phòng mình nè. Phòng mình. Bạn ơi. Bạn ơi. Ấy ơi. Sao nằm đây vậy? Ấy à. Gì trời ơi. Không mướn của ai hết trơn á, đầu đường xót chợ là màn trời chiếu đớt rồi, đừng kêu tốn tiền nhà nữa trời. Nhưng bây là trước cửa phòng có hai đứa mình mới vô ở đó ấy. Ở đây là khu trọ mà. Ừ chứ. Sao mà nằm ở đây được? Chứ không phải là nơi tị nạn. Ủa giờ hai anh ơi, hai anh mướn nhà trọ đúng không? Ừ. Hai anh mướn ở trong đó, hai anh có mướn ngoài đây không? Thì nó... Không. Coi như em như cái bụng bóng ngoài đường đi được không? Nhưng mà... tưới nước giùm em ấy trời ơi. Nhưng mà bạn ngủ ở đây rồi, bạn đi toilet ở đây luôn thì chết tụi tôi. Ủa mà tại sao phải nằm ở đây? Chỗ ở của bạn đâu? Ủa anh? Bây giờ em hỏi anh, ví dụ giờ có nhà có cửa ra ngoài đường ngủ được không? Không bao giờ được đúng không? Thì phải bị đuổi chứ. Ý! Chú bé! Chú bé này lúc sáng là bị chị chủ nhà bắt chích voi rồi đúng không? Đúng không? À có gặp rồi hả? Gặp hồi sáng rồi, lúc mà anh vô anh coi nhà á. À vậy là bạn này bị đuổi. Mà sao bạn bị đuổi vậy? Dịch mấy tháng này đó, cái công ty người ta cho nghỉ. Xong cái á hả, bây giờ đâu có công ăn việc làm, đâu có tiền tiền nhà. Thì cứ thiếu mấy tháng à. Không có chờ, xong đẩy đầu người đường luôn. À công việc á. Rồi, tôi hiểu rồi, anh hiểu rồi. Anh nói nghe nè, những lúc mà khó khăn quá, bần cùng ấy vậy á, thì cứ về với gia đình. Gia đình là nơi để chúng ta tìm về á, hiểu không? Đúng rồi, có ba có mẹ nữa mà. Trong đêm, một bàn chân muốt chút chiếu lang thang trên đường.
À, ba của bạn là nhạc sĩ Minh Khang. Bạn là nhân vật chính trong câu chuyện đó. Cha ơi, cha là ai? Mẹ ơi, mẹ là ai? Anh hiểu rồi. Em ơi, anh nói nghe nè. Anh xin lỗi, tại vì anh không biết được cái hoàn cảnh của em như vậy nên vô tình anh... Ây da! Anh chạm vô nỗi đau của em. Trời ơi, chân tay bủng rủng quá vậy. Thật ra anh không có muốn như vậy đâu. Bây giờ như vậy, hoàn cảnh của em này khó khăn, tội nghiệp quá. Đúng. Thôi bây giờ anh quyết định vậy, chú bé ở chung với hai người anh đây đi. Mày đâu được. Được. Thiệt hả anh? Wow. Trời ơi, em cảm ơn anh nhiều. Chú bé sao bự dữ vậy chú bé? Chú bé này đã lớn rồi anh. Không có chuyện là mỗi người chiều gửi 1 tháng lần đó. Anh giúp em, hai giúp anh. Nói nghe nè, bây giờ tất tật luôn, tổng tiền nhà trọ là điện, tiền nước, tiền nhà trọ 3 phần. Em 1 phần, một mình anh gánh 2 phần của anh là chú bé này luôn. Em cảm ơn anh, nhưng mà mấy anh yên tâm đi, biết sao nếu mà mốt mà em làm công việc được là em xe với anh, em không có thiếu anh đâu. Quan trọng không phải là tiền nông không nữa, mà anh này ta người lạ mà sao không biết ai tin tưởng cho vô. Không anh, bây giờ từ nay mình là anh em mà không phải người lạ nữa. Nhân, em sao vậy? Lúc nào cũng đa nghi, cũng nghĩ người ta là người xấu với mình hết á. Bây giờ tạm thời là chưa biết người ta làm sao, cứ tin người ta đi. Rồi khi nào người ta sống bậy với mình tính tiếp, hiểu không? Thôi tôi cho bạn ở đó. Dạ, cảm ơn anh. Ở chung với hai anh nha. Đi, đi, dẫn nhớ. Thôi, bây giờ cây nhà lá vườn, anh em chúng ta có gì nhất đó. Nhớ, chuẩn bị nha. Dạ. Làm gì vậy? Sao hả? Thì ủa, thì bài đã ăn chứ không đã để chưa hết, xong trước, đói lắm hả? Còn phải cúng nữa hả? Cúng cái gì mà cúng, tay chân rửa chưa? Đi từ chiều đến giờ tay với thầy á. Nè, không phải là anh tiếc anh không cho mấy đứa ăn, nhưng mà cái cũng phải vệ sinh an toàn đúng không? Thời buổi bây giờ đang dịch bệnh, lúc nào cũng phải có người bạn này đồng hành bên cạnh để giữ an toàn cho chúng ta, cho chăm đúng không? Đó. Đó, giờ anh vệ sinh cái này. Vậy là giờ ăn được rồi hả? Điều gì chưa, rửa cho sạch cho khô đi. Rồi. Cái này mà muốn sạch nữa là mình vệ sinh cái đầu hơi luôn. Khùng quá. Ăn vô cắt căm luôn. Đây hả, không anh xịt vô luôn. Ôi giỡn á. Khoan, cho em hỏi này cái. Tại vì á, mới nãy hai anh cũng biết em tên Cảnh rồi đó. Nhưng mà em không biết hai anh tên gì á, có gì mình giới thiệu rồi, có gì mình xưng hô cho nó ổn định chút. Chứ mày tao kỳ. Tôi tên Nhân. À anh Nhân, dạ. Tôi tên Tuấn. Dạ anh. Ủa mà bộ anh đói lắm đúng không? Ăn miếng rồi, tại bữa nay thấy bốc quá, anh không biết. Ăn đói đó, mà đói mà đói. Đúng rồi, em cũng đói, trời chiều vô chưa ăn gì. Tự nhiên giờ chúng ta có cơ duyên gặp nhau đúng không? Đúng. Tuy là anh em chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Đúng. Nhưng bây giờ chúng ta nguyện sẽ là những người anh em tốt, lúc nào cũng sẽ có nhau. Dạ. Dạ. Yeah. Ủa, có lẽ cái này phải cầm ly rượu hay ly bia gì. Mà anh em tốt phải cắt máu ăn thề cái này nọ. Để em tiệm da mình cắt cái máu mình uống. Ê vậy, phải kiếm rượu đàng hoàng mà không có rượu sao ta? Không có rượu thì mình có bia. Ôi, tự nhiên lúc tụi em cần các chị xuất hiện như một bà tiên vậy ta. Chị là bà tiên này đẹp quá. Bà già đi đâu ạ? Tối ngủ đi đâu ạ? Tao mới hỏi mày đi đâu đó. Ủa xin lỗi bà đi. Bây giờ là tôi ở cái chỗ này. Phòng này bây giờ 3 đứa ở nha bà. Hôm nãy giờ 3 đứa ở. Đúng. Vui vẻ xâm tụ. Rõ ràng. Ba anh em. Đúng. Cắt máu ăn thề. Đúng. Chắc chắn. Ok luôn. Ok. 3,5 triệu. Ê. Ủa? Chưa kỳ vậy? Có đâu kỳ, thêm người thêm tiền. Riêng thằng này vô thì nó cộng thêm 300 tiền nhà. Ủa dạ nó kỳ bà già. Giờ ví dụ như là không thấy này đi, em cho bạn em khác vô ở rồi thì sao? 3,2 triệu. Ủa? Mắc mớ gì? Tại tao ghét mày. Ê, vụ gì ghét người ta? Ủa? Thì tại tao ghét mày chứ sao? Nè, nói cho mày biết nha. Mày thuê nhà tao, mày ở trong nhà tao. Tới tháng tao đòi tiền mày không trả, tao đuổi mày đi. Mày chửi cha mắng mẹ tao. Rồi bây giờ mày hỏi tao, tại sao chị ghét em? Không có lý do là những cái miệng mày hổn. Bà chị, thôi nè, Cảnh, trong chuyện này em sai á. Xin lỗi chị Nguyễn tiếng đi. Được rồi, coi như tôi xin lỗi bà đi. Chửi tao luôn đi.
có tầm dồn tí. Ăn mấy đồ hộp mấy lỗi đi. Rồi 3,2 triệu anh em vui vẻ nha. Biết sao không? À. Tại vì tụi em cũng đang gánh luôn tiền nhà cho nó. Giờ chỉ có lên 3,5 triệu cũng là tiền của tụi em mà. Mệt quá. Nè, mang bia qua đó, bia rượu chị lo cho tụi mày. Dạ, cảm ơn. Anh em mới gặp nhau mà một lon luôn rồi. Ở dây dây, chị Nguyệt. Dạ. Chị sẽ là nhân chứng sống. Chị làm chứng cho tình anh em của tụi em. Kể từ ngày hôm nay, ba anh em tụi em sẽ là những người anh em tốt của nhau. 1, 2, 3, vô. Rồi, uống đi, bia ngon mà, uống nhiều vô, đúng rồi. Bia ngon ơi. Quá đã. Bia ngon không? Ngon. Cho chị tính tiền bia luôn đi. Ơ, mà chị chơi cú này không đẹp nha. Cú gì cũng đẹp em. Ủa sao hồi nãy chị nói chị lo gì mà. Ừ, chị lo ship từ nhà chị ship xuống đây. Nói chứ, thôi nè, chị em với nhau không cũng mới quen biết, hiểu không? Chị free ship, trả tiền bia chị được rồi. Trời ơi, Han ơi, bà này thủ đoạn dữ lắm. Mỗi lần mà có ai vô phòng trọ thuê mới là bà gài đồ vô một cái. Tiền nhiều hơn cái tiền một tháng mình thuê phòng nữa đó. Không cần thì thầm, bà nghe hết rồi. Tôi nói thẳng vô mặt, bà đó bà già. Thôi, rồi, ok, em chấp nhận trả tiền bia cho chị. Ừ. Chị tính tiền bia đúng không? Ừ. Ok, rồi, tụi em khui ba lon, trả tiền ba lon này. Ờ, đúng rồi. Nè, nói nghe nè. Đó giờ chị bán đây á. Dạ. Chị tính tiền thùng, không có tính tiền lon. Ê chứ bán là bán thùng hay bán lon em? Nghe chị ví dụ nha. Em mua cái điện thoại mới, em mở hộp, thắt cái siêu ra, em bán còn giá không? Không. Vậy thì thùng bia gì cũng vậy. Bây giờ khui ra nè. Trời ơi, mất ba lon. Cái chị bỏ ba lon vô, đúng chưa? Chị dán lại, tưởng như mới nhưng không phải. Người ta mở ra, ôi, bán hàng lừa dối. Vô bán hàng em. Bà chị chơi vậy không đẹp, gài cú này nặng quá. Vậy sao được? Sao mà không được? Chị trả không? Thôi, tính luôn tiền nhà tụi em đi. Tính vô tiền nhà phải không? Ừ. Được thôi. Ê, nhậu mà ăn đậu phộng hả? Hơi thiếu mồi phải không? Chị có cái lẩu bò để chị lo cho nha. Biết. Gài một lần nữa nha. Chị ơi. Trời ơi, cái bà già này thiệt tình luôn á. Ăn cái đám đậu phộng đó đi, 2 giờ tối về ho hay như con chó cho bà coi. Lỗi cũng em không á. Ít ra về phải nấu trước cho anh với nhân. Đúng, rào cái tính đi. Tính cách của bà là vậy. Ủa anh ơi, mới hồi nãy là em cản dữ lắm luôn á. Mà bà kẹt tay em ra với hai anh này hả? Anh này hả? Tôi mở thùng ra quá nhanh, anh khui bóp. Bây giờ là từ giờ trở đi là có bà có cái gì mà chướng ngại là phải kể hết nghe chưa? Thì bây giờ là từ giờ trở đi bà đưa gì đừng ăn. Nó thiệt luôn á. À, nhưng mà không sao rồi, bỏ qua xí xóa hết. Anh em chúng ta vui vẻ. Vui vẻ gì vậy? Biết rồi nè, nhờ chị Nguyệt cái đó. Tự nhiên bây giờ tình cảm ba anh em chúng ta càng càng thấm thiết hơn. Chúng ta sẽ là những người anh em tốt. Thấm không nổi, bây giờ cả thùng bia này không biết thấm sao mà anh thấm hết thùng hết bia này. Cái chuyện này để anh lo, anh trả luôn thùng bia này có đáng bao nhiêu đâu. Rồi, thôi bây giờ sẵn có bia ngon ở đây, chúng ta kết nghĩa tình anh em nào. 1, 2, 3, vô. Hân. Ủa? Có cần gì phụ không anh Tuấn làm cho? Dạ thôi khỏi, anh Tuấn nó đi làm đi. Không thôi tiếp bà Nguyệt bà ra bà la anh á. Trời ơi, mắc mớ gì la anh, chưa tới giờ đi làm. Để anh làm cho. Rồi, cảm ơn anh Tuấn. Trời ơi, mày đặt cảm ơn nó khách sáo quá à. Nè, em là con gái, là đàn bà. Anh là đàn ông con trai, anh thấy đàn bà phụ nữ làm cái gì anh phụ là chuyện bình thường. Đúng rồi, con nhỏ này là đàn bà con gái. Dạ. Còn tao là con trâu con gấu. Cứ để tao làm cho. Nhưng mà chưa tới giờ em đi làm mà. Bây giờ chưa tới giờ làm chừng nào làm? Thôi được rồi, bây giờ em làm. Bây giờ mày đứng đây chừng nào mày làm? Thì bây giờ em làm. Bây giờ làm mà cái xô nước còn nguyên. Bây giờ em không xuống. Bây giờ tao xách xô nước lên luôn rồi nè. Bây giờ chị bỏ xuống đi. Nè, bây giờ tao tưới luôn rồi nè. Ừ, chị làm luôn đi. Ừ đúng rồi, chị thuê em về làm cha mẹ chị đó. Dạ cảm ơn chị, em cảm giác chị tốt quá à. Thiệt, chị làm từ thiện mà cưng. Chị như một người mẹ thứ hai của em á, tấm lòng của chị bao dung lắm. Con xách giùm mẹ đi con. Chứ mẹ tốn tiền tốn của quá à. Mẹ thôi con về mẹ tự làm không à. Thiệt luôn á, ăn cơm chúa phải múa tối ngày. Mày múa tao coi. Ngu hả? Nè, tí rồi đi giao bia tao nha. Anh Tuấn, anh Tuấn, chiều nay nhà em nấu cơm á, có gì qua ăn nha. Anh Tuấn, chiều đánh đánh đi đánh lộn với em không? Nghỉ khỏe mà thêm. Ôi, cái điều này tao thấy mày với anh Tuấn rồi cũng phái rồi nha. Ủa, thì em biết ảnh thích em mà.
hả? Hôm nay khúc mày phải nói là ai hả? Không, em với anh Tuấn kiểu không có gì hết á. Mày hơi sổ sàng á. Đúng rồi, phải sổ sàng thôi. Thời buổi bây giờ chị thích là phải nhất, còn chứ cứ từ từ rồi tính. Em sợ sau này già em ế giống chị rồi sao? Nói lại chị nghe không rõ. Dạ, bye bye chị. Hổ một cấp. Ủa vậy tính ra mình đâu có già lắm đâu ta. Giờ mình phải tìm ai cặp với mình rồi. Mơ. Cái này là mơ. Cái này là mơ. Mình sẽ gặp một người khác tuyệt vời hơn. Mù rồi. Mộng vô rồi, mù rồi. Nè, hôm nay là giao ba đơn nha. Ông Quỳnh là 2 thùng, bà Loan 1 thùng, bà Hoa 1 thùng. Cầm chai nước mắm coi. Rồi, biết rồi. Tặng chai nước mắm cho ông Quỳnh luôn. Bữa tôi hứa tặng mà chưa tặng á. Rồi tranh thủ đi nha, về sớm nha. Dạ. À, chị Nguyệt, giao 4 thùng bia này về xong cái em lấy 4 bao đá luôn đúng không? Lấy cái mạng tao luôn đi. Hả? Lấy mạng tao nè, đừng lấy đá. Sao vậy? Chứ không phải chị tặng cho người ta hả? Nè nè, lấy nhà, lấy xe rồi nè, lấy nói chung là vàng bạc của tao á, cho hết, tặng hết nha. Em thấy chị hay tặng lắm mà. Cái nhà tao kêu mày hay tặng, thấy vậy quá à. Rồi, ai biết, chị Nguyệt là người phụ nữ có tấm lòng bao dung. Nhờ tao bao dung đó. Mà ngày xưa tao mở siêu thị, bây giờ tao mở tiệm tạp hóa đó, mày tụi quá mày da vậy nè. Chị, em mới làm cho chị thời gian ngắn thôi á. Nhờ phước đức của mày đó, sắp dẹp tiệm đến nơi rồi. Tranh thủ trong có nội chiều nay nhiều đơn lắm nha. Trời ơi, nói hoài nhức đầu quá. Nói hoài kể hoài. Thì giờ làm nè. Làm tới đâu hết trơn á. Càng nhằn nhức đầu luôn á. Chị Nguyệt ơi, bấy em cho nó rửa tay. Tên Hiểu. Hiểu mà không có làm. Thì bây giờ làm nè. Dạ. Chị mua chai lớn hay chai nhỏ chị? Bấy em chai nhỏ đi anh. Mua chai lớn đi. Thời buổi dịch giả như vậy, mua chai lớn về để nhà xài tốt á. Dạ vậy cũng được. Dạ. Thôi, chai lớn. Tặng chị chai nhỏ. Mày tặng cái mạng tao luôn đi. Chị Nguyệt là người phụ nữ có tấm lòng bao dung. Trời ơi, tao khổ là tại mày. Tiền em để đây nha. Dạ. Rồi em để vậy à. Dạ. Trời ơi, chị Nguyệt ngoan quá. Dạ. Coi chừng quán á. Dạ. Ờ, Tuấn hả con? Alo, mẹ. Con đang làm gì đó con? Con đang đi làm. Công việc ở trên ổn không con? Ờ, công việc trên này ổn định lắm mẹ. Nhàn hạ, dễ hiểu quá, không có làm gì cực khổ hết á. Thế là con được anh em đồng nghiệp thương lắm mẹ. Dạ. Đi làm thì đi làm, nhưng mà ăn uống cho nó đầy đủ đàng hoàng, giữ gìn sức khỏe nha không con? Còn nếu mà cảm thấy khó quá thì cứ về quê. Về quê có gì á, cuộc sống nó cũng dễ hơn nha không con? Dạ, mẹ cứ yên tâm đi, công việc của con ở trên này ổn lắm, thu nhập ổn định nè. Còn cái chuyện mà sức khỏe á, mẹ đừng lo. Con biết rồi, con tự chăm sóc sức khỏe của mình tốt lắm. Ừ, rồi Tết này con có về không con? Con cũng không biết nữa. Để con coi công việc trên này ổn định không đã. Sắp xếp được thì con về với ba mẹ ha. Thôi, bây cứ ở trển lo công việc đi. Nhớ nha, giữ gìn sức khỏe. Thôi má đi nấu cơm cho ba bay ăn đây. Bye bye, mạnh khỏe nha. Chú Quỳnh ơi. Dạ, bia của chú Quỳnh nè. Thằng cướp. Chết mày với tao rồi. Em nghe anh trai. Trời ơi, bia ngon quá phải không? Đã uống được lon nào đâu. Ủa, Tuấn đi giao nãy giờ rồi mà anh. Tôi vừa mới chạy ra nhận bia, cái thằng Tuấn nó chạy đi đâu mất tiêu rồi. Ôi là trời, thôi anh bình tĩnh nha. Bây giờ em giao lại cho anh liền được không? Khỏi đi. Tôi đợi đãi khách từ hồi nãy tới giờ mà chưa có lon bia uống nữa đây nè. Bây giờ em giao lại liền nè, nhanh lắm. Thôi, khỏi. Tôi đặt chỗ khác luôn cho lẹ. Làm ăn cái gì mà chậm trễ quá, ai mà đợi, ai mà chờ cho được. Cái gì vậy trời? Thằng Tuấn này. Dạ em nghe chị Hoa ơi. Đặt thêm bia hả? Sao chị đi nãy giờ rồi,
Rồi đợi xíu, gọi liền họ mới nấu, không có giận gì hết trơn á. Chị em ơi, trễ xíu thôi, bây giờ em giao liền lại nha. Chị. Dạ, không, em, trời đi nãy giờ rồi anh. Dạ. Anh. Trời ơi, cái thằng Tuấn này. Thôi đừng có đánh nữa. Đánh nữa nó chết á. Má nữa. Nay đi làm xui xẻo đi. Có lấy xe nó luôn không? Bỏ đi. Công an phiền phức lắm. Lấy bia về nhậu được rồi. Anh. Ơi. Anh bị đi cô cô. Cô anh Tuấn thôi. Ừ. Cái giỏ của em là. Trời ơi. Trời anh Tuấn ơi, sao anh ngốc quá vậy? Tại cái vỏ của em mà anh để cho tụi nó đánh anh nổi gì luôn á hả? Không. Coi như là nhiệm vụ của anh Tuấn thành công rồi. Thấy anh Tuấn giỏi không? Còn gán nói nữa. Ê, nhẹ đâu. Xin lỗi, ngồi vậy. Coi cho em coi. Thôi em xin lỗi. Đau. Thôi bây giờ đứng dậy nha, em chở anh đi bệnh viện. Bệnh viện chi, có sao đâu. Vậy mà không sao hả? Không. Bữa giờ làm mệt quá, coi như hôm nay được massage vậy. Cô gái nói xạo nữa, bị đánh cho chèm bẹp gan vậy. Cái gì mà chèm bẹp, bình thường mà. Tôi chết anh ơi. Hả? Tụi nó lấy hết chân biếu chị Nguyệt rồi kìa. À, coi như hôm nay làm từ thiện cho thanh niên cơ nhở, không sao. Về. Rồi, rồi em đỡ anh đứng dậy, đi về nha. Cái vỏ kìa, khó khăn lắm luôn mới giữ được nó ha. Chạy được không? Được. Nó bị ngoài da mà, leo lên. Buông xuống xe. Buông xuống xe cho tao. Gì vậy? Tắt cái máy xe luôn coi. Làm gì vậy? Làm gì Mỹ đâu, sáng giờ tao gọi điện mày không được. Tao ở nhà người ta gọi điện tao cháy máy, không thấy bia giao cho người ta. Đi công chuyện. Công chuyện gì? Hả? Mày làm công ăn lương cho tao, rồi công lên chuyển xuống gì ở ngoài mày chứ công chuyện. Cái mặt mày bị cái gì? Bị sự cố. Sự cố cái gì nữa? Trời ơi, mày báo tao không đủ hả? Rồi bây giờ ra đường rồi sự cố. Nói nhiều quá, tiền đâu bia đâu ở đây đi. Mất rồi. Mất rồi là sao mày vẫn mặt với tao hả tụi? Xin lỗi. Mày xin lỗi gì mà mày xin lỗi? Mày ối tiền cái tao đi chứ xin lỗi gì là sao? Hả? Ăn hại hả? Tôi nghỉ đi, không làm ở đây nữa. Trời ơi, mày nghỉ dễ với tao à. Nè, ở đây làm cho tao đủ ngày, đủ tháng trả tiền cho tao xong. Muốn đi đâu? Kìm mẹ mày nha. Báo đời muốn cha muốn mẹ. Nè bà chị, sống biết kỹ với người khác một chút nha. Đừng có ích kỷ như vậy. Ok, tiền tôi thiếu bà tôi trả hết, không thiếu một cắc. Nói được thì làm được cho tao nha. Tao quá mệt mỏi rồi. Người này gọi, người kia gọi, rồi mày giờ mày. Tao cần nghỉ ngơi tụi. Tao bị đứt vốn rồi nha. Mày làm gì làm, trả nợ tao xong muốn đi đâu kệ mày. Chị Nguyệt ơi, tại vì anh Tuấn anh giúp em á, chứ không phải anh cố ý làm vậy đâu.
thôi anh ơi. Mày ghé mày ghé. Thấy chưa, em nói rồi mà, chị Nguyệt chị không phải kiểu xấu tính vậy đâu. Anh bình tĩnh lại nha. Cho tiền của mày đặt cá tính nữa. Có cần phải vậy không? Ủa? Ê! Bị gì vậy? Bị gì vậy? Tai nạn chứ gì. Bà Nguyệt bà đánh mình nữa phải không? Bà Nguyệt! Hả? Vô phòng đi kể cho mày nghe. Thôi! Ở đi kể đi cho nóng chứ, trời ơi, vô phòng ngủ làm sao? Thôi bây giờ về phòng để tụi em còn băng bó vết thương cho ảnh nữa. Bà đi! Phải kể liền đây cho nóng chứ bây giờ. Đỡ tổng nguội không được. Nôn lắm đúng không? Hả? Muốn biết lắm chứ gì? Đúng rồi. Vô hỏi bà Nguyệt đi. Bà Nguyệt! Bà đánh bạn tôi đúng không? Bà già! Tức thiệt chứ. Mới gì tức. Phải mà chiều anh chạy về anh nói em tiếng là anh lên đôn nó luôn rồi. Ê chú, anh chạy được về nhà anh nằm đây anh ngủ luôn rồi, không có chuyện mà xảy ra đâu. Thiệt tình luôn á. Thì có chuyện gì cũng phải nhịn đi chứ. Tự nhiên giờ đùng rồi cãi lộn với bà Nguyệt. Trời ơi, tháng này tự nhiên làm gì không công. Biết bao nhiêu là tiền luôn. Không sao đâu. Thôi mọi người đừng có cãi nhau nữa. Anh tưởng là tại em anh mới bị vậy chứ bộ, chứ anh đâu có cố ý gì đâu. Ừ. Biết gì cũng hay. Không hả? Không có tại ai hết á. Coi như chuyện tư lũi đổ qua đi. Bây giờ nè, cũng gần cuối năm rồi. Coi như là kiếp nạn cũng cái này coi như nhẹ hơn mà anh đỡ được những cái khác á. Trời ơi, nói kỳ cục, tôi hiểu. Nè, anh nhắc luôn á. Em nè, là hai đứa bay nghe chưa? Tết nhất tới nơi rồi, trộm cắp tùm lum mà cướp giật nữa. Làm gì cũng phải cẩn thận. Nhất là những người phụ nữ dễ thương như em á. Ủa? Nó đánh được cái đối tượng đó đó, hiểu không? Nghĩ sao đi chợ cầm cái giỏ không vậy? Thôi, mà dễ thương lắm không? Trời dễ thương đó. Thì... Trời ơi. Ôi trời, tụi mày dễ thương quá trời luôn. Tụi mày cũng dễ thương rồi đó. Bây giờ em nói hai anh chị nè, hai anh chị đi đâu quán cà phê gọi chuyện nhau đi. Trời đất ơi, trong nhà mình ở chung với nhau mà thì lạ. Không, nó chứ giờ về nó hai của mình. Tổ nè. Ừ. Ủa, dạ nữa, đây em trả lại nè. Trả gì? Tiền gì mà trả? Tiền nãy chị đưa đó. Ông mượn mày giả tao. Thấy vậy quá anh không nghĩ hiệp quá, cứ vô làm tao cái đi. Chứ xuống đây làm chi? Ủa trời, giờ nhà em bị tôm không cũng xin nữa trời. Im đi, tao hỏi xong người ta nha. Mày đỡ chưa, tay chân mày sao rồi? Chạy xíu rồi da thôi, chuyện nhỏ xíu gì đâu, ai cũng quan tâm trời. Không có nội ơi, ngày mai không có nội làm ơn đi khám giùm con một cái rồi nghỉ ngơi ở nhà 2-3 ngày. Chị nào lặn lặn khỏe khoắn hẳn rồi đi làm. Thôi, mai đi làm bình thường. Tao nói rồi, cái này chạy xíu ngoài da hả? À. Em nghĩ làm rồi ai làm cho chị? Tao tự làm hơn tao được. Nè, ngồi này nữa. Hả? Mày lo, mày ăn mì. Tao nghe nói rồi. Ngày nay mày tính thời mặt bằng làm cái tóc không? Nè, à đúng rồi, đúng rồi. Mày lấy cái chỗ của tao đi, tại vì còn dư nè, đâu có ai xài đâu. Đúng không? Hả? Mày để mấy cái ghế vô. Người Tết mày cắt bộn tiền nó thiệt á. Ờ, chị. Vậy thì được, vậy thì hay quá. Rồi lấy tiền mặt bằng không? Không. Trời, Bồ Tát. Không. Chị không phải, chị chủ tiệm được quá, không phải Bồ Tát. Không nha, cứ cắt cái đầu nhiêu tiền, cho chị xin 10% rất rẻ ha. Thôi, thấy khó khăn quá, không chịu thì thôi. Tao kiếm đại ai giữ xe tao cho thuê ha. Nhắm có đợi thì gọi điện với chị. Alo. Bà Nguyệt. Chạy theo Nguyệt. Lấy liền. Tôi bàn. Để con tôi. Anh. Em chạy theo nó. À đúng rồi, em chạy theo. Lấy 10% là hợp lý. Dạ dạ thôi. Dừng lại em chấp. Thấy chưa, em nói mà. Chị Nguyệt á hả? Cái miệng của chị hay nói gì thôi chứ cái bụng của chị hiền lắm. Đúng rồi á. Thôi anh gán ăn đi, ngày mai em chở anh đi khám nha. Cái tay sưng to gì không biết có sao nữa, tội nghiệp quá à. Để nói là không sao mà. Nhưng mà nó sưng to lắm luôn, không thấy hả, quá trời máu luôn nè. Thôi ngồi yên nó đi, em đi lấy thuốc cho tha. Có điểm gì đâu ta. Rồi đó đi.
Đời dạ, em nghèo khó đi bán quán cà phê lấy tiền. Ủa gì chị gái? Có ngay chị gái ơi. Đây à. Dạ rồi, trời bo luôn hả? Cách! Không có vừa pha vừa uống. Thằng Phong có đợi nãy giờ ký đầu mày bây giờ. Bà đuôi hả gì tôi đang pha lại đi tôi uống bà. Nè tôi nói bà nghe cái chơi tôi uống tên có tuổi đàng hoàng. Bà chủ cả bà phải tin tên chứ. Trời đất ơi. Tao chủ của tao có mày hả? Chị mua gì chị? Mua đi chị. Dạ. Ăn có học không nữa? Dạ, đâu ăn không mà học quá. Thiệt tình á. Mày làm mẹ đi, mày đừng làm rồi. Chửi quá. Mẹ được bà rồi, tôi là mẹ rồi. Ai đứng không mà vô đây mẹ. Tên. Ê, xin lỗi chú. Trời ơi, thiệt tình. Ủa, Cảnh. Dạ, dạ, rồi. Cảnh. Cái gì? Mai phụ chị Nguyệt bán cà phê nữa hả? Anh đang tự cắm hút hút mẹ. Hả? Trời ơi, chứ làm hồ không có đủ đẳng cấp với tôi, trời trời ạ. Giỏi vậy. Em thấy được nè. Mà quan trọng là chị Nguyệt chỉ dẫn nhận em mà. Bây giờ bà không nhận sao được? Không đóng tiền nhà cho bà. Bà nhận tôi làm hả trừ lương đó. Cứ xấu cho chị Nguyệt không à? Cái gì? Nè, chị Nguyệt con vậy á, chị hiền lành, chị tốt bụng lắm đó nha. Cảnh thương... ơi là Cảnh. Mày đứng đó cái miệng mày nói không kéo cái gì anh ngon. Nghe đi, tốt bụng lắm. Ừ, cái miệng bán vậy đó. Miệng bán xấu xấu vậy, bụng bán xấu y chang vậy mà. Tao chị... cào mặt mày nha. Bà cào không? Nó bán cho người ta giùm tao một cái, còn thằng này nữa. Hả? Mày làm gì mày làm hoài vậy? Đi vô bia cho người ta chứ làm gì? Mắc gì giờ đi vô bia, giờ là giờ nghỉ trưa, ăn trưa mày vô bia. Thôi, giỡn hoài. Khách đang uống bia ngon lành thì giờ tranh thủ giao cho người ta chứ không phải tiện mình nghỉ trưa. Tổn, tổn, nè ai nhập mày tổn? Giỡn hoài. Đây nè. Em biết đau. Mày quá xiên đi, mày rất là năng lượng. Mày hôm nay mày hứng khởi lắm. Giỡn, em vẫn là em mà, bình thường em vẫn làm việc như vậy mà. Nó chưa nghỉ xíu đi ăn cơm rồi giao. Ôi, tranh thủ đi kiếm tiền về quê nữa. Vậy thôi chị nào bây giờ mày kêu tao nha, tao gửi tiền lương thưởng cho mày nha. Ê. Mới nói gì vậy? Tao nói nghỉ, ăn trưa rồi đi vô bia. Cái này nghe rồi, vế sao kìa. Đi vô bia. Cái vế sao nữa? Đi giao bia. Không, tôi nghe vụ gì lương á. Đâu có, mày biến. Mày không có lương, mày là cứng ở nhà rồi. Thẩm mật khí ai? Nói chưa tổn. Dạ. Chị nào mày về mày sắp xếp tao gửi lương thưởng cho mày. Ơi. Thiệt hả? Thiệt. Trời ơi. Mày giật tao đi, tao nhồi máu cơ tim tao chết cho mày vừa lòng. Không không, ngu quá lấy tiền thưởng đã. Vậy chị nào về? Dạ, 2 ngày nữa em về. Mới nói cái sồn 2 ngày nữa về. Bữa em báo chị là 25, nay 23 rồi. Anh lại mấy bữa giao bia đi. Thôi về, tranh thủ về quê ăn Tết. Tết tới rồi, nhớ gia đình, nhớ ba mẹ, nhớ quê nữa. Thôi em tranh thủ em đi giao nha. À chị Nguyệt nè. Gì? Bán kiếm tiền nhiêu đây là đủ rồi, đừng có ham kiếm tiền quá. Tranh thủ ăn Tết gia đình nữa. Trời đất ơi, bán gia đình đâu ra? Dân đầu đường xó chợ mà. Tao đường xó chợ thì mày cũng cùng bốc cùng bên. Ủa, không có gia đình đàng hoàng. Chị Nguyệt. Gì? Chị thể hiện đúng đẳng cấp đầu đường xó chợ của chị luôn á. Trời khiến thầu mày bây giờ. Thì nó vừa mới nói với chị nẹt bô nó liền à. Rồi mày tính về quê với ai? Nhanh. Về quê với anh ăn Tết nha. Hai bữa nữa anh về á. Dạ dạ dạ. Em nói chung quê về chung. Tưởng vậy mày. Thưng hả? Ừ. Về chung em không lá ở đây với chị. Ủa Tuấn. Tuấn chung phòng cái ông luôn á. Về quê chung luôn rồi còn. Thôi ở đây ăn Tết chị Nguyệt đi. Ê. Ăn nó hồi khỏi Tết luôn rồi. Mày ra thùng rác mày ăn Tết mày nên mày với đống rác á. Bà ra ngoài á bà. Sao ra ngoài nào? Tao có nhà có cửa đàng hoàng ngoài tao cho thuê nha. Mày ở đây đường tới chợ tới ra ăn Tết cái thùng rác đi. Thì mày đi vô bia lẻ đi biết không nhìn. Rồi đi liền. Em đi lẻ à? Về chịu vô bia nha. Rồi biết rồi em đi nha. Hết người ta rồi. Bạn ơi bà con có người thân nào không? Dạ. Uống gì nữa kêu tao anh chớ làm đi mấy anh chị. Chú thông cảm nha. Tôi làm gì ngồi buồn vậy? Nhớ nhà hả? Nhà nhà nào cũng không nhớ. Anh cũng nhớ. Nhớ lắm luôn á. À, Tết năm nay Tết làm sao? Dù quê không? Muốn về. Mà chắc thôi. Vậy nghe lời anh, về nhà là Tết. Tết là phải về nhà.
Em về giờ cũng biết đối mặt với ông bà làm sao. Có gì đâu. Bây giờ nè, bước lên xe, đi thẳng một mạch chạy về tới quê. Rồi leo xuống xe đi thẳng vô trong nhà, dang rộng tay ra và hét thật lớn lên: ba mẹ ơi, con về rồi nè. Ông già chạy ra ôm ông già một cái thật chặt và nói: ba ơi, con xin lỗi ba. Vậy thôi. Nói anh coi phim hoài, anh nói được, nói dễ lắm. Chứ anh đâu trong hoàn cảnh tôi đâu anh biết. Cũng đúng. Anh được cái á, anh làm gì ông bà già cũng ủng hộ. Biết tại sao không? Tại vì trước khi anh quyết định anh làm một cái gì á, anh cũng tạo được cái cảm giác an toàn cho ông bà già anh. Không những là ông bà già mà cả tất cả những người xung quanh, anh đều suy nghĩ thấu đáo. À, anh biết làm cái này là đúng hay là sai, mình có nên làm hay là không. Cái đó là anh tạo cho ông bà già anh cảm giác an toàn, họ tin anh là anh sẽ làm được như vậy. Còn em thì sao? Ba mà em mới sợ là em lên trên này rất là nhiều cám dỗ, rồi không biết là em có đủ bản lãnh để em vượt qua được những cái cám dỗ đó hay là không, rồi em có bị sa ngã hay là không, mọi chuyện đến với em như thế nào. Chung quy lại á, tất cả mọi thứ ba mẹ làm cho con cái cũng chỉ vì là muốn tốt cho con cái của mình, sợ con cái của mình bị hư đi lạc lối. Nhân, nghe lời anh, về nhà làm Tết nha em. Em. Dạ. Coi để đó anh xếp cho. Coi kiểm tra tất cả mọi thứ của em đầy đủ chưa? Đầy đủ à? Ủa? Ủa? Cửa phòng em khóa rồi mà sao chị vô được vậy? Vậy mới hay. Em quên chị là chủ nhà hả? Chị có chìa khóa của tất cả các phòng. Chị Nguyệt, hôm qua chị em mình thanh toán nợ nần hết rồi nha. Cuối năm chúng ta không nợ nần gì nhau. Mày hay dữ quá. Mày đối xử chị tệ lắm. Ủa, mỗi lần mày gặp chị đòi tiền mày hay gì mà mày cứ giữ hoài à? Chị hỏi hết tất cả những người ở trong phòng trọ của chị, câu cửa miệng của chị là: đóng tiền cho ta. Đúng rồi, phải vậy thôi, nhiệm vụ mà, công việc đó. Thì bây giờ em trả hết rồi, chị vô đây chứ nữa, để tụi em về quê đi. Chị cũng tranh thủ về quê đi, vô đây làm gì? Chị đâu có quê đâu mà vậy. Gì? Chị không có quê. Chị sao vậy chị Nguyệt? Chị cũng muốn về quê lắm nhưng mà thiệt, chị không có quê. Chỉ có ở đây vậy đó. Bây giờ chị hổn quá, đâu có ai thương chị đâu. Thiệt luôn á hả? Ừ. Chị Nguyệt. Gì? Vậy là bao nhiêu năm nay á, đón giao thừa, ăn Tết có một mình ên vậy hả? Mày điếc không? Tao mới nói thức thì là tao ăn Tết một mình rất nhiều năm. Hồi đi hồi lại. Vậy ăn mình luôn đi. Ê, thật sự á, trong đầu của em là thấy cái hình ảnh đó của chị á, em chạy trong đầu rồi. À, Tuấn ơi, thử một lần mày giả bộ mời chị Nguyệt về quê chơi thử coi. Vậy chứ. Đúng. Không. Định không. Mời thôi, nhưng mà chị chửi em quá, không mời. Không, không, mời đi. Chị về. Hỏi chị đi. Chị Nguyệt. Về, khỏi hỏi nữa. Chị về. Về đúng không? Rớp rẻn luôn. Rớp rẻn vậy luôn. Chờ gì nữa, về xong đồ đi. Đây. Ê. Ê. Rớp rẻn vậy luôn hả? Chị xong hết rồi. Vậy thì chờ gì nữa? Lên đường. Mọi người ơi, trời ơi, xe tới rồi, tranh thủ đi. Ô khoan, mua vé xe cho chị nha anh. Khỏi, chị tự mua rồi. Ủa, gì vậy? Khủng khiếp. Ừ, chị liên hệ với ba mẹ mày dưới quê luôn rồi. Kinh khủng. Vậy đi. Lên đường. Về quê mọi người ơi. Rồi, anh chị Nguyệt. Rồi tôi xếp cho, nhanh lên, nhanh tay nhanh chân lên coi. Nhanh lên đi. Em trai, nhẹ tay mà anh cái. Khó khăn lắm tên mới kiếm được tiền mua quà về quê á. Em quăng về hư đồ tụi anh hết. À biết rồi, đây. Nâng niu mà anh cái nè. Rồi đây. Rồi. Trời ơi, sơ đồ mình quăng quá mà bia Bivina thì để nhẹ nhàng.
Rồi nhanh tay nhanh chân đi. Rồi tôi biết rồi. Trời nặng quá. Em ơi để cái của chị ở ngoài để trong người ta chèn hư đồ. Rồi biết rồi, lèm bèm hoài bà già, nhanh lên chị rồi. Nói chứ bà già nè, chưa có chồng chưa con mới 13 tuổi nha mày. Trời ơi thôi vô chị ơi. Đi. Rồi lên xe. Ủa mọi người thấy anh Cảnh đâu không? Dừng lên ơi. Cảnh anh gọi nó không được. Anh liên lạc cũng không được luôn nè. Tính gặp nó nói 1 tiếng chào tạm biệt mà chưa gặp được. Rồi lên xe. Nó nói rồi không nghe, người ta dặn đừng có gờ vô cần số bác tài, đừng gớ vô gạt. Chị dạ. Nha, tay chân thoái mái, đụng gì bóc đó, vậy hoài. Bác tài xóm quá kìa. Mày biết thế này cái tài tao. Có tài ổn không bác? Ổn. Nhân, tí về tới quê á, có ghé nhà ăn cơm không? Ồ, em chưa biết nữa, nếu mà trễ quá chắc em về nhà em luôn cho rồi. Mày gói quá con. Ghé không nói thẳng tiếng đi để em biết nói chuyện với mẹ anh. À mẹ ơi nấu đồ ăn cho tụi con gì ăn. Từ giờ mẹ nấu quá trời em không ghé ai ăn. Em ăn. Ủa? Không quen. Em nè. Đâu đây vậy? Em lên xe ngủ từ sớm tới giờ đó. Mà lên xe làm chi? Thì quay. Ủa? Rồi ai? Có anh Thuẩn nè. Ai cho? Thì anh Thuẩn cho. Thôi không nha, không cho nha. Mày tào lao quá Cảnh ơi, quê người ta, mày làm với quê mày. Mày nói về, mày lấy sao mày về. Ở đây người ta hẹn hò nha, người ta về quê. Tự nhiên mày quê đâu mà mày về. Ê bà già, cái câu đó tôi nói với bà nha bà già. Nói gì? Bà cũng đầu đường xó chợ mà bây giờ ké người ta mà cũng nói ha. Ê cái gì nữa? Thôi tao không biết nhà ai nghĩa tính thôi, mày với anh Thuẩn nói chuyện đi. Hay quá. Thôi không ấy giờ vậy. Ừ. Kêu bác tài tấp vô thả Cảnh xuống. Trời. Rồi nó bút xe nó về phòng trọ. Ê anh Nhân ơi đâu có được anh Nhân. Trời giờ tự nhiên giờ đi tới đây rồi cái bỏ xuống kỳ lắm. Với lại nguyên nhóm ông trọ giờ đi về hết bỏ em mình cũng tội nghiệp em chứ. Cái gì đâu tội nghiệp? Được rồi để anh tính cho. Anh Tuấn. Hello. Dạ. Chào. Mở cửa cho xuống cái. Anh trọ cửa tính gì anh tính đẩy động xuống luôn. Thôi tội nghiệp anh. Thôi xuống đi ít ra em phải tôn trọng anh. Anh Tuấn ơi năm nay em buồn quá anh Tuấn cho em về quê ăn Tết chung với anh với mọi người được không? Không có thứ nào hết thì, đó. Anh giờ lỡ lên xe anh cho anh về luôn được không anh? Chị giận hả chú? Chuẩn bị tâm lý đi nha. Tết năm nay chúng ta sẽ đón một cái Tết thật là vui vẻ nè. Yeah. Làm gì la làng em gái? Bắt tay, giật xe lại. Mày làm gì vậy hả? Làm gì đâu anh trai. Ai làm gì đâu, làm gì la vậy em? Không sợ được em rõ ràng luôn á. Ừ, làm trời. Cái mặt mày lất cất thấy nãy giờ rồi nghe mày nha. Làm gì tự nhiên la làng em? Em sợ người ta nói mày thì mày chối. Hèn chi tao nằm ở đây nghe tao thấy nhột thì nghe là mày chứ không ai đụng tao hết chưa. Mày nhột ở đâu? Mày đi ở nhà với bà mà thèm. À vậy là mày rất trẻ mày mới thèm đúng không? Đúng không mày hả? Mày bắt chứng không? Coi tay không? Hả? Có tôi thấy nè, tôi thấy rõ ràng luôn nhưng mà tôi không dám la lên sợ nó. Nè tôi có quay bằng chứng nè. Tôi giết mày luôn bây giờ hả? Nó chưa có đụng vô người em được mà, không sao đâu. Để nó đụng rồi giết nó luôn á. Thôi bỏ hả? Mình còn về quê ăn Tết mà mọi người thôi bỏ đi. Mày thôi nha mày. Nè nhóc, hàng chi là đọc báo thấy mấy cái vụ sàm sỡ trên xe hoài là mày đúng không? Mày đúng không hả? Gì? Mày còn nghinh hả? Mày chưa thấy được cái sai của mày hả? Phải mày. Nè, đây có cái bà già này nè. Làm sao mới luôn đi. Nè, vô bãi cả đi. Vô bãi cả đi. Vô đây. Không quẹo nè. Nè, vô cho biết mùi đời là gì. Trời đất ơi. Con nít, con noi, mày đập vỡ ba cái trò rờ tới đây nè. Trời ơi. Ba ơi, mẹ ơi. Đi. Thiệt mà thím luôn á. Ốp đi xe không được rồi. Ốp. Ơi lùi cho thịt. Ướng mà. Bà thím là bà thím. Ốp. Anh hai. Sao lâu quá rồi anh hai mới về thăm Út. Anh hai có biết là Út nhớ anh hai lắm không? Thấy anh hai đẹp trai không? Xin một vòng Út coi.
về rồi nè. Ừ, em gái anh hai xinh quá à. Tuấn. Má. Trời ơi, con về hồi nào sao báo cho má biết vậy? Thiệt là má nhớ con quá à. Con cũng nhớ má lắm 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 luôn á. Coi coi. Ôi, con trai má đẹp trai quá. Ba đâu rồi má? Sao má không nói cho con biết? Tại sao má lại giống con vậy? Làm sao vậy? Dạ. Ủa, vì sao con khóc? Tại ông đó. Ủa, tại tôi thì sao? Ông làm gì ông núp trong bàn thờ hoài vậy? Dạ, không có. Tại má là Ngọc nè, làm cái con tử đô ba leo lên bàn thờ ba ngồi luôn. Anh hai, nó bậy không à? Ôi, Tết nhất con ơi. Bà chắc muốn tôi vậy đó. Cái mắt gì suốt ngày trốn trên cái bàn thờ hoài. Tôi làm bàn thờ. Lao nó hoài luôn à. Thôi, con nó về rồi nè. Ừ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì mà quýnh con tôi vậy? Quýnh nào? Quá hư. Đi đâu bao nhiêu ngày trời không về thật. Đào. Đào sao ông quýnh con tôi dữ vậy? Ừ, dại lắm. Đi bao nhiêu ngày trời không về thăm cha, thăm mẹ, thăm em. Ui, dạ. Đi làm mà. Tết nhất mà sao con không về được. Nhớ ba nè, nhớ má nè, nhớ Út Ngọc lắm luôn á. À, má. Sao con? Không những con về một mình, con còn có dắt thêm bạn gái về nữa đó. Bạn gái? Dạ. Trời ơi, có bạn gái gì ông ơi. Mày hai có bạn gái luôn. Bạn gái rồi con. Dạ, bạn gái con đây. Tên 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 tên. Dạ, con chào ba mẹ. Mẹ ơi. Má. Dạ. Dạ, ba mẹ con cũng nói thiệt là con với anh Tuấn nó cũng sống chung với nhau một thời gian. Anh gì? Anh Tuấn nói thiệt cho ba mẹ biết đi. Tụi bay đã chung giường chưa? Cái gì vậy ba? Ai cho phép mày lái máy bay vậy hả Tuấn? Con lái hồi nào? Không lái máy bay sao mày đưa cái chiếc trực thăng như vậy làm cái gì? Là sao vậy con? Tuấn, nói thiệt cho ba mẹ đi Tuấn. Bà Tiếp! Nè! Dạ, anh chào hai bác. Hai bác này ăn sữa bà này cho. Ê, bà kia. Sống thiệt với lứa tuổi của mình nha. Ê, mày phá tao hả? Phá gì bà? Bà vô bà phá gia can nhà người ta có gia đó. Gia can gì? Giỡn hả cô? Không giỡn, giỡn không vui. Chủ nhà con. À, tuổi nó thuê nhà con. Nó thiếu nợ cô hả? Dạ không, nó thuê nhà nó ở thôi. Hai chị em vui vẻ thôi. Trời, dạ, không có gì hết hả con? Dạ không có gì, tự nhiên chạy vô anh tuổi nó hết hồn luôn. Trời ơi. Tụi bay làm thiệt. Hết tụi bay làm má hết hồn à. Trời đất ơi. Ôi, bạn gái đâu rồi? Đây. Con chào cô chú, chào em. Dạ, bạn gái con nè má. Chắc chưa con? Dạ chắc cuối cùng luôn rồi đó. Wow, bạn gái của anh hai đẹp hơn con luôn á má. Hai chị em mình đẹp, anh Tuấn xấu. Hai mình bà mê đó bà. Còn bác sao con? Dạ bác lúc nào cũng đẹp. Nhà bác nào cũng đẹp hết trơn trời đất này. Không khí Tết quá ta. Đứa nào về bay? Ba. Nhân. Trời ơi, con khỏe không? Dạ con khỏe. Trời đất ơi, bà nó ơi, ra đây thằng Nhân nó về nè. Trời ơi. Trời ơi. Mau. Ừ. Con thấy mẹ rồi. Trời ơi, con trai tôi. Con về rồi. Ở trên nó ổn không con? Dạ con khỏe, tay chân còn là lặn. Vậy là tốt lắm rồi. Ba con á, ổng nhớ con nhiều lắm. Ngày nào ổng cũng đứng ở hàng hiên ngóng con về. Mà má thấy nhiều khi ổng còn khóc nữa đó. Bà nói gì kì, con cái nghe nó cười. Khóc gì, đàn ông mà nghe khóc nè. Thôi khóc có, nói có thì chứ có gì đâu. Con cũng vậy nè, ở trên Sài Gòn á, đêm nào con cũng nhớ ba má hết á. Thôi đừng có xạo ông ơi. Nhớ sao không gọi cho tôi? Má nói con tiếng. Có. Cứ cách 3 ngày á
là nó gọi gì cho tôi. Nó nói là gọi cho ông sợ ông chửi. Nó nói nó nhớ ông nhiều lắm, mong ông tha lỗi cho nó. Bà nói giỡn thôi, chứ ai trách gì đâu mà. Thôi nó giỡn xíu, xin lỗi được chưa? Mà nè, mấy tháng nay mấy người đi đó, không ai hớt tóc cho tôi hết trơn hết trọi á. Ra thằng quỷ đầu sớm nè, nó hớt xấu quá hà. Chiều nay hớt cho tôi nghe chưa? Ba yên tâm, chiều nay hả, con vận dụng mấy kỹ thuật ở trển, con cắt đẩy cái đầu bà lá ngò. Bậy, hết nhất cái nơi rồi, không để ăn tới cái đầu lá ngò coi kỹ. Không biết, đẩy gọn gàng lại á, láng con luôn á. Nói chú có đầu của tôi, mày làm tao hết hồn à. Nè, hai cha con ông tính đứng đây đóng phim tình cảm hoài sao? Để cho thằng nhỏ vô nghỉ ngơi đi. Tôi biết rồi, mệt quá. Thôi, vô trong. Để con. Hai cha con nói chuyện tiếp. Có mặt bả nói chuyện mệt quá. Con cắt đầu 26 sơn la cho bà nha. Thôi cũng được, sao cũng được, miếng đẹp được rồi. Lát bà lắc cho con coi. Ê, khoan nè. Bộ thanh niên này chui đường nào vô vậy? Trời, con đi đường cửa đàng hoàng chứ ba. Bộ cửa đây đi nào? Cửa bên kia đó kìa, con thấy con cái trống quá con đi. Chà, cửa nhà mình đa dạng lắm ba. Thì cửa nào mở con vô chứ bác. Mày có khiếu con trộm mày à. Vô nhà không ai biết hết. Bác kỳ quá. Tụi con đi mệt chưa? Bây giờ trời ơi đông vui quá ông ơi. Quá. Tụi con xuống rửa mặt rửa mày đi. Đợi đó, bác nấu cơm rồi cả nhà mình cùng ăn nha. Mấy đứa cứ tự nhiên thoải mái coi như là nhà của mình gì đó. Bây giờ bác lên bàn thờ nha. Ủa? Gì bác? Sao ông ba có xu hướng thích lên bàn thờ quá vậy? Kệ á, ông quá lao bàn thờ kệ ông đi. Ủa vậy hả? Ý con muốn thái làm thờ cho con ra phụ bác nha. Bác ơi! Coi xuống bếp phụ má nấu ăn tiếp mấy anh chị. Dạ anh chị nghỉ ngơi nha. Ngân đâu? Đâu biết mẹ. Ủa mày rủ về quê chú mày mà chắc chạy về thăm ba má nó rồi. Vậy thôi tao đi ra bàn thờ. Ủa? Bác cho ngồi với bác. Trời ơi là trời, chen chút gì vậy bà ơi? Bà leo đây đi bà, ông vui một chút nữa. Đây nè. Hả? Tôi đại diện cho khu phố là tôi nói là đây cái ngôi nhà này, ngôi nhà này. Tôi nhân danh khu phố rồi nè, tôi đề nghị là coi như là cách ly cái nhà này là mang coi như là người trong thành phố xuống đây để mang bệnh tật về đây. Từ nói chuyện chứ. Ông đi hả? Muốn tôi chết hả? Anh Chính, ôm cái. Anh đứng đó nha. Anh tin là anh bước tới cái tôi cắn lưỡi tôi chết không? Ủa sao mất việc cắn lưỡi chết vậy anh Chính? Tôi thà tôi cắn lưỡi tôi tự tôi chết còn hơn để cái con nó cắn tôi chết. Ủa là sao? Con nó là con gì? Con cô Vích á. Cô Vích à? Con cái rồi nè. Ở trên thành phố nè. Không ở trên đó. Trời. Mang người ta vậy làm gì hả? Ở đâu yên ở đâu đi. Trời ơi. Ông mới là cái người ông đem cái dịch bệnh tới nhà người ta đó. Đúng. Ông có dám chắc là tất cả mọi người ở đây không ai bệnh hết không? Ừ. Nói chuyện ngang ngược không? Gia đình là ngang ngược. Hả? Nghĩ sao? Ở dưới quê bao nhiêu từng tuổi đầu rồi. Nhuộm tóc, nhuộm xanh, nhuộm đỏ. Giống như đương đích không có ra gì hết. Kệ tôi. Tôi ở dưới quê mà con tôi trên thành phố. Tôi muốn nhuộm cho nó đẹp. Đúng quan rồi. Trọng là gia đình người ta cảm thấy hạnh phúc gì điều đó đúng không ạ? Chứ Chính tự nhiên chửi mẹ con là kỳ cục. Là con nói chú nghe nè, đồng ý là con với mọi người đó, tất cả mọi người ở đây trên thành phố về thiệt, nhưng mà tụi con đã tiêm hai mũi rồi. Tất cả mọi người là tiêm hai mũi rồi, riêng vợ tôi cả chục mũi rồi. Sợ cái gì? Ba lạc đề không thì có sao mình phải nói vậy để ông được đỡ sợ chứ. Đúng không ba đưa vấn đề cả chục mũi vô đây chứ vậy? Thôi xin sai rồi nói tiếp. Đúng rồi. Rồi trước khi về á là tụi con cũng đã là đi test rồi. Test nhanh, chú cần không? Con lấy giấy rồi cho chú. Cái gì? Nghĩ sao? Mày nói là tao tin hả? Đưa đây coi. Đi vô lấy ổng coi đi con. Anh là, con người anh giống như là bị mất nhận thức vậy. Lời nói với hành động nó ngược nhau sao á. Kỳ cục. Kệ tôi. Trời ơi, cái ông này nói chuyện kỳ cục dễ sợ luôn á. Ở đây người ta từ Sài Gòn xuống chơi mà ăn nói dễ hàm hồ hay sợ. Thiệt tình, không biết chút xíu có bị đem ra dàn quả thiêu. Ủa dồi, nói bạn nó bạo quá vậy? Bạo gì? Nói dũng tình. Sắp tốt rồi không có nên nói chuyện gì thấy không? Trời ơi, tôi nói gì nó nhiễm được. Thôi, hàng xóm nó làm chút nhức đầu rồi, hai đứa đừng cãi lộn nữa chưa. Đừng cãi lộn nữa. Bác này kỳ quá. Đây. Một đống giấy tờ của con tôi đây. Đứng đi. Trời. Điêu chồng. Ướt hết luôn rồi. Có sao không ông? Trời ơi, cái gì mà quá như tắm cho người ta luôn vậy? Còn bà xịt như xịt nước mưa vậy. Ăn cho hết luôn hết. Mới hả họng ra xịt đầy họng luôn rồi. Con mang ăn cho ông đi. Đây con. Cái giấy đó là của con, tiếng con không có biết gì đâu.
Con nói chú nghe nè, đó chú nhìn kỹ không? Đó, mình là hàng xóm mình phải tin tưởng nhau. Thì đó, thật ra chú cũng muốn tin lắm. Dạ. Nhưng mà con nên... Trời ơi, xích cho tôi, trời ơi. Được rồi, xảy con. Chú làm gì vậy? Sao á? Đó, chú chính đọc rồi, thấy tên bác sĩ đàng hoàng, Mai Hữu Lộn. Đó. Ai hiểu không? Mình là người nhà bác. Mình không có lòng tin nhau. Không có tin được. Cái tên vụ gì được, cái tên vụ này không được. Rồi, con lấy ra cho chú chính con đàng hoàng. Chú muốn sạch sẽ đúng không? Đây. Đúng rồi. Rồi, đó. Ổn định chưa? Ủa, cái gì mà tự nhiên xịt vô vậy? Cái này nước rửa tay, nước sát khuẩn. Rất tốt nha, tốt hơn của chú luôn á. Thiệt không? Thiệt. Đó, con xịt cho chú con à. Đó, chú tin con chưa? Đây. Nếu cần, con tự sát khuẩn con luôn. Thôi, mà chú ghê. Đi. Trời ơi là trời. Tao không ngờ luôn. Cái ngày mà con mà lên thành phố con học, cả cái khu phố mình ai cũng khóc lóc đưa tiễn con hết. Ai cũng nghĩ là con chú Chính, chú Chính. Cái con, gì? Con đi làm chứ không phải đi học. Ừ, con đi học. Con cái con, gì đó. Con đi làm. Đại khái là con lên cho đó. Ai cũng nghĩ con là nhưng mà con nói chú Chính nghe. Chết, xích tôi liền. Xích đi. Được rồi, nhiều quá sai còn. Đồ giả đúng không? Ai làm cái đồ? Thôi, chú nói gì cái gì kì, giấy này sao mà làm giả chú? Đúng rồi, giấy trắng mực đen đàng hoàng, có giả là cái răng chú đang giả đó chú. Đừng nói mấy chị đó, đừng nói mấy đó. Cảnh, đừng thẳng quá vậy không hay. Đúng rồi. Thế là chú Chính, con cảm nhận là gia đình chú ở nhà, vợ con chú mệt với chú lắm ha. Ừ. Wow, ở đây làm gì tập trung đông vui như vậy? Bộ định đánh lộn hay sao hả? Dạ ta. Mà nói chuyện mâu thuẫn vậy, ở đây vui và đánh lộn là sao? Mày đi. Mâu thuẫn gì chứ kéo xong đây làm gì? Quên, đây, mình. Đây, gì? Tôi kêu với anh đó, đây là cái nhà này là cái nhà. Đây, những người là ở thành phố xuống nè. Mang bệnh tật gì cho bà con mình nè. Bệnh cách ly, bắt ly. Mấy người trên thành phố xuống hả? Dạ đúng rồi, tụi tôi thành phố về. Rồi có khai báo y tế chưa? Chưa. Chưa hả? Ai nói? Ông nói. Khai rồi, chẳng qua nãy là khai không gặp anh thôi à. Người ta khai báo rồi kìa. Tại lúc đó mày không có chứ bộ. Sao tôi biết? Tôi nghe nói có người nhiễm Covid ở nhà này. Thấy gì? Tầm bậy vậy? Thấy mẹ rồi. Kỳ này cho tao lên vàng quả thiêu thiệt rồi. Bà yếm cối mà. Đúng rồi, tôi báo. Đây. Quen không quen? Người quen. Tụi em nè, hồi nãy khai báo rồi đó. Hồi sáng mới gặp em và mọi người khai báo y tế trên trạm y tế này mà. Dạ đúng rồi anh. Vậy là sao? Trời ơi, cũng là ông Chính này không á, ông Chính, ông. Ông Chính rồi. Ông rồi. Ủa? Ông Chuồn rồi. Lẹ vậy? Ông không đi đường đó đó chú. Vậy đây. Trời ơi. Vô nhà đi mọi người ơi. Ủa, ai gọi vậy? Ủa, gọi tôi giờ này chi nữa? Tôi xin lỗi nha. Xíu. Là tôi đại diện cho bà con đây là xin lỗi anh nha. Chúc ăn Tết vui vẻ nha. Dạ. Nè, tôi nói biết nha. Anh vừa phải thôi. Anh là hàng xóm láng giềng của tôi mà. Đúng không? Có gì qua anh nói chuyện đàng hoàng. Anh kéo bè, kéo lũ, kéo hàng xóm qua đây chi? Ba, phá nhà tôi hả? Ba bình tĩnh ba. Không bình tĩnh được. Bình tĩnh. Hàng xóm nói gì vậy sao bình tĩnh được? Ba đừng. Anh làm gì có được. Ba có hàng xóm nói gì nha. Mà đối xử như vậy hả? Thì nhỏ mình cúp máy lâu rồi. Cái gì vậy ông? Không dám, ông nữa à? Không dám chửi trước mặt sợ nó la. Trời ơi. Tí sao vậy ta? Thôi không có gì đâu tụi con. Nè Ngọc. Dạ. Con đi ra con kiếm coi chỗ nào mua một mớ lá chuối đi. Tối nay rồi mình gói bánh chưng. Dạ. Đi đi con, lẹ nha. Con mang đi. Đi đâu vậy con? Dạ. Con đi qua bên nhà anh Tuấn chơi thăm ảnh cái. Ủa, lát tối má ghé luôn không? Tối nay má phải qua bên nhà người bạn làm trên phường có chút việc. Nếu về sớm á, má ghé nha. Dạ, vậy thôi con đi nha má. Ừ, con dạ. Đi đi. Bánh tiêu nhiêu cái vậy cô? Rồi, có ngay.
lấy cho con hai cái bánh tiêu kẹp bánh bò. Chỉ là hai cái bánh tiêu không đi con. Rồi. Đây của con đây. Cảm ơn con. Bánh bò, bánh tiêu, bánh bao chiên đây. Ngọc Dương. Ngọc đi xe đạp xanh Dương. Anh đi đâu vậy? Anh đi qua nhà anh Tuấn chơi nè. À, em đi đâu ạ? À? Em đi mua lá chuối về cái bánh chân. Cho con cái, ý lộn. Ý là đi mua lá chuối về có bánh chân mua bánh tiêu chi. Anh ăn ngon, em cho nè. Cảm ơn Ngọc Dương, Ngọc xanh Dương. Không ấy cho anh đi chung với em đi. Mua lá chuối chung với em đi. Lát nữa đường nào anh cũng về nhà anh Tuấn chơi với em mà. Chơi với em? Chơi với anh Tuấn xong rồi cái mấy đứa mình chơi với nhau. Vậy anh chở em đi. Anh đừng nói với em là anh không biết chạy nha. Không phải, sợ lâu quá ông đạp không nổi. Thông cảm nha, tại trên Sài Gòn quen đạp máy. Đạp máy? Đạp xe gắn máy. Anh này, lên. Thiệt quá. Em đi nha. Dạ đi. Phiền em quá. Công nhận hôm nay đường sỏi đẹp quá em. Xin lỗi nha. Tại anh mà giờ em phải đi bộ. Nhờ ơn nhờ phước của anh. Chắc tới chiều mới có lá chuối cho má. Má chửi em chết luôn á. Thôi vậy chắc lát anh tạt ngang nhà ông Bảy anh hái trộm mấy cái lá chuối. Tại hồi đó anh đi cầu cá cha bên ổng á, anh hái lá chuối hoài. Cà này khó nha. Tại nhà này anh chưa bao giờ đi cầu nhà hết. Con cũng khéo tay quá hen. Bác tưởng đâu ở trên Sài Gòn không biết làm mấy chuyện này chứ ai dè con làm giỏi ghê. Dạ cũng bình thường à bác ơi. Thiệt ra là con biết làm mấy món đơn giản không à. Trời ơi, con làm được những món đơn giản vậy á là phục vụ con trai của bác được rồi đó. Ồ dạ là sao ạ? Ý bác là... Là sao má? Không, ý má là hai đứa con ở đây lo cái vụ này nha. Để má chạy ù ra ngoài á, má bắt con gà giặt lòng tối nay nấu nồi cháo gà cả nhà mình ăn. Dạ đúng rồi, lâu lắm rồi con không được ăn món cháo gà của má nấu á. Chị hai đứa lo đây nha. Dạ, dạ. Mọi chuyện ở đây cứ để con lo dạ, cho. Rồi coi cái nồi đó cho má luôn. Dạ để đó luôn cho con. Đây 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 anh làm. Ồ, cho. Ồ không sao, để em làm cho. Anh lên bàn thờ với ba đi. Cái gì vậy? Anh lên chùa bàn thờ với ba đi. Trời ơi, sao nhà này có xu hướng muốn đẩy lên bàn thờ ngồi hết vậy trời. Cái này anh không biết làm đâu, để em làm cho nhanh. Ai nói vậy? Nè đừng có coi thường anh Tuấn nha. Anh giỏi lắm á, cái gì anh cũng làm được hết. Để đây anh làm cho. Anh đang tưởng tượng nha, bà xã của anh sau này mà cưới về á chắc sẽ là hạnh phúc vui lắm luôn á. Anh không cho vợ anh làm gì hết, ngoài cái chuyện mà anh đi làm anh kiếm tiền về lo cho vợ lo cho con nè, anh còn làm được hết tất cả mọi thứ luôn. Nào là nấu ăn, rửa chén, giặt đồ, giữ con anh làm hết. Vợ không phải làm gì hết, vợ ngồi một chỗ thôi đó, nằm chỗ giống như bị tai biến vậy đó. Ủa gì vậy anh? Không, ý anh nói là anh thương vợ, anh cưng vợ, anh không muốn vợ phải cực khổ quá, hiểu không? Đây, đây, bây giờ mình phải xắt nhỏ nhỏ vậy nè, đó. Ủa mà nãy giờ anh nói thiệt không vợ? Anh nói thiệt chứ, anh thương vợ lắm luôn á. Mày khó cắt quá. Trời ơi, sao vậy? Sao em hậu đậu quá vậy? Em sợ cắt trúng. Nghĩ sao vậy, đi lấy cái dao bào mà đi cắt kiểu đó là trúng. Thiệt tình luôn á, chờ anh chút xíu nha. Ơi, không sao không? Không sao. Bình tĩnh, bình tĩnh, không sao, không sao, không sao đâu. Thôi rồi. Ôi. Rồi, quấn lại, quấn lại. Ây da. Nhẹ, 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 rồi, em biết rồi. Ui da. Tôi là tôi kết bé này nó làm con dâu tôi rồi đó nghe. Ê, mà nhìn nó công nhận đẹp đôi dễ sợ nha. Tôi. Ê, thì nhớ lại hồi xưa tôi với bà quá bà. Sao? Thì cũng vậy nè, cũng đứt. Ê, bà đừng nói bà đứt tai hồi xưa, bà giả bộ để bà cua tôi nha. Tào lao, nghĩ sao vậy? Đứt tai là đứt tai, không lẽ gì cua trai mà tôi đi cắt ngón tay của tôi hả? Ai biết bà mê tôi sao? Ông tự tin quá. Rồi.
Ủa, ba má làm gì đây vậy? Ba má đứng hóng gió mà không, đó mà. Hóng gió con, hóng gió. Hóng gió sao đứng hóng ở trong bếp? Ê, sắc đi. Ừ. Con trai, nhớ giữ mình nha. Ủa, giữ mình? Con giữ hả? Ai giữ? Thì con với ai mà dễ bị dụ lắm. Làm đi con, làm đi tụi con. Dễ thương quá. Ba má có dễ bí hiểm quá ta. Em không hiểu luôn á. Giờ này còn dặn giữ mình người ta xong hết rồi. Ôi, thôi, nấu ăn đi. Không. Dạ. Em tính để lá chuối đâu đưa anh để cho. Dạ thôi, em mang vô được rồi. Anh vô chơi với anh Tuấn đi. Em khùng quá à. Sống ở đời, hãy để anh làm cái gì đó cho em chứ. Câu nói của anh làm em cảm động quá đúng không? Đạp chừng em đau quá. Oai. Thôi, để em tự mang vô được rồi. Ngọc. Em có bị sứt móng không em? Ngọc ơi. Ê. Ôi, thật là hết hồn. Ủa, cái gì vậy trời? Nè. Ê, thích Ngọc hả? Bài hiểu thích đồ thích. Có không? Chẳng hề. Bây giờ không có phải không? Không. Tôi cua nha. Ý. Có. Chỗ anh em giấu nữa. Thông minh quá. Rồi sao? Con biết cách cua nhỏ chưa? Chưa. Biết là dính rồi. Tôi chỉ cho ông nè. Bây giờ á là muốn mà trước khi muốn cua gái á là mình phải thử gái có thích mình hay không, hiểu không? Đã vậy? Đúng rồi. Trời ơi, muốn biết nó có thích mình không là ba vô thử nó luôn. Ê! Hả? Thử nó là thử coi nó có thích mình hay không. Đúng rồi nè. Còn mà ba vô thử nó là nó khử mình liền. Bôi gối quá. Bôi gối quá trời. Yêu mà, yêu mà. Đó. Mà cái cách đầu tiên đó là cái cách nhắn tin. Biết không? À, biết chưa? À, biết chưa? Thử bằng cái tốc độ trả lời tin nhắn của nó. Đúng rồi. Nhưng mà cái đó nó có hai mặt vậy lắm. Mặt tốt, mặt xấu. Mà nó trả lời liền á là nó thích. Mặt tốt. Mà rủi mà nó bận công chuyện một cái nha. Mà trong lúc ông dầu sôi lửa bỏng mà ông nôn em ghi em ơi em đang làm gì đó hoặc là em ơi em đâu rồi là xong. Không, lúc đó là chết. Đúng, là lúc đó chị ơi con xuống quê mà, kiếm cái quần mà đội thôi. Mà cho dù nó có trả lời tin nhắn liền cũng chưa chắc nó thích mình. Đúng rồi, đâu có biết. Kiểu như bây giờ á, em đang đi toilet hả, chửi mình đồ mất dạy. Không được, cái đó không có khỏi được. Thì nó cũng trả lời liền đó. Đúng, cái đó là mất dạy thiệt. Đúng. Thì bây giờ tôi sẽ chỉ ông một cái cách này rất là tinh tế luôn. Cho liền đi. Tinh tế, đó là cái quy luật bàn tay phải. Hay, tôi thích cái này nè. Biết luôn hả? Không, nhưng mà nghe nó khoa học lắm, nghe nó vật lý. Không, này thì cứ tưởng là biết làm tao quê chết. Đi. Là vậy, đó, là bây giờ ha, gặp nó đúng không? Cái á, đúng mấy cái mu bàn tay mày. Cái mu bàn tay, tưởng cái mu kia không á. Bậy. Cái mu bàn chân. Tưởng mu bàn chân. Cái gì mà đặt bàn chân nên. Mình để cái mu bàn tay. Ừ, cái mu bàn tay. Cái mu bàn rồi. Tay. Mình để vô cái mặt của nó. Đó, mà nó hất mình ra. Hất ra. Là lúc đó, cũng ơi con xuống quê, kiếm cái quần mà đội luôn. Tại vì nó không có thích mình. Đúng. Thì, cái trường hợp thứ hai khác nữa. Mình để vô chỗ khác. Đấy. Hả? Chứ sao? Mình vẫn lấy cái mu. Mình để vô cái má nó. Mình để vô cái má nó. Mà nó. Anh. Nó cười. Là nó chịu đèn mình. Nó im. Nó chịu. Thì lúc đó mình lật liên cái lòng bàn tay vô cái mặt của nó. Đúng không? Là nó chịu mình rồi. Sao mu là lòng rồi. Đúng rồi, sao mu là lòng. Nhưng mà đừng có để cái lòng vô lâu quá. Ừ. Nó hầm, nó mọc bụng, nó chửi mình nữa. Ừ. Để cái lòng chút xíu thôi. Ừ. Là mình lòn ra sau cái mót ót của nó liền. Kéo nó vô cái vai của mình. Rồi, dính. Xong cái mình để xuống mình hôn. Đúng. Nếu đây là Ngọc thì đúng. Đó. Đúng. Hay, tưởng không ra được. Được. Tối nay chiến luôn. Chiến luôn. Phải chiến chứ. Trời ơi. Quy tắc bàn tay phải. Thử liền. Lật bàn. Để cái mu bàn tay vô. Đầu chỉnh bàn. Giật nó một cái. Trời ơi. Kéo. Nhưng mà khúc này là phải lăn nách nha. Thì cái đó ông tự nhiên chứ. Đúng rồi. Cái vấn đề đó chứ. Hơi nách một cái nó đẩy mình ra. Nếu nó thích mình mà nó đẩy mình ra, mình cũng không biết là nó thích hay không là... Phải có lăn nách. Chén ghê luôn á. Chiến luôn.
Hợp lý, vậy là tối nay mình... Ê. Anh thấy cái chiêu đó hợp lý nhưng mà chưa đủ. Ủa nay chị nghe hết luôn hả? Định rồi kia biết hết rồi. Trời ơi, kia vậy? Trời ơi, mà là biết dù em biết Ngọc hả? Mày nghĩ sao? Nhìn mặt anh khờ lắm hả? Nè, ngày xưa mày qua nhà anh chơi, cứ mày cứ giả bộ mày tìm cách tiếp cận với Ngọc hoài, anh nhìn anh biết hết. Anh đâu có ngu đâu. Bây giờ nè, cái chiến lược 2 đứa em bày ra, anh thấy cũng là ok, nhưng mà nó thiếu cái gì đó. Anh góp ý cho em thêm đi. Anh là người trong nhà anh. Dạ. Anh cảm nhận được, anh biết được là ba mẹ anh cần cái gì và muốn cái gì, em hiểu không? Dạ. Hay, trời ơi, có anh ủng hộ em là cảm ơn anh lắm. Để được đi con đường tới bé Ngọc á, em phải đánh. Em đánh ba mẹ anh, em đánh từ phụ huynh, đánh vô tới bé Ngọc. Là phải đánh luôn á hả? Phải đánh, tại vì anh là người trong nhà, anh hiểu được cái cảm giác đó. Là nhà anh là phải đánh, đánh từ trên đánh xuống luôn. Đúng, đánh từ trên đánh xuống. Bây giờ mày tin anh không? Ê, được á. Mày tin anh không? Bây giờ có anh tưởng anh chỉ rồi, chứ không lẽ giờ không tin. Có cái gì anh chịu trách nhiệm hết. Cái gì vậy Nhân? Mày làm cái gì vậy? À, thật sự thì còn xui, Nhân quýnh ba má thiệt. Trời đất ơi, mày khùng hả? Thôi mày đưa nó đi. Ờ, không. Sao á ta, Nhân em làm hại cho nó. Đánh cái khác, nó hôm nay bị bấn loạn đó, nó không hiểu. Dạ. Hai bác nghe con nghe. Đừng có để bụng. Để bụng là bị thoát gì đi đệm này. Chết ra. Coi như đây. Trời, trò chơi cút bắt thôi bác ạ. Dạ. Nó đang bị bấn loạn về tâm lý, để con với anh Cảnh giải quyết cho nha ba má. Dạ. Đi không? Trời ơi, tao mệt quá con ơi, thôi đưa má đi bệnh viện. Má làm quá à, con thấy anh có đánh trúng má cái nào đâu. Trời ơi, mày đợi đánh trúng là có chuyện lớn rồi con. Cô chú. Cái gì? Cho con xin. Trời ơi. Nhân, em chưa chịu buông tha cho ba má anh nữa hả? Nhân, xin lỗi. Em xin lỗi mà, ai chấn cái cổ em đi. Xin lỗi cái gì? Trời ơi. Không? Ba má chắc là có hiểu lầm thôi. Hiểu lầm cái gì con? Nói gì vậy sao hiểu lầm? Nó giống như một thằng điên vậy sao hiểu lầm? Hả? Có ai người thường giống nó không? Sinh ra gia đình này không bính người nhà thôi. Tại sao bính người ngoài? Ba nói cho con biết nha. Thằng Nhân á, nó còn bước trên nhà này, ba má sẽ là người ra đi. Ba! Cái gì vậy ông? Rồi nó vô rồi mình đi đâu? Khổ quá. Tôi mỏi hai cái chân gần chết, đưa tôi vô nghỉ đi nha. Ơi. Ra đây đi. Gì vậy không biết nữa hả? Đừng quá dừng à. Ba. Để anh đưa mình dùng nghỉ trưa nha. Mày chặt cái cổ vợ. Tao chặt cái nữa nè. Tao chặt mày cái nữa nè. Mày ngu cái gì mà ngu gì vậy? Mà sao vậy? Tự nhiên kêu gì làm đó rồi. Tao kêu đánh mà. Tao kêu mày đánh là đánh vô tâm lý, đánh vô tình cảm, đánh vô niềm tin. Trời ơi, em bây giờ em đã bị em yêu quá rồi. Em bị say đắm rồi. Cái não em nó ô uế lắm rồi. Nói gì nói thẳng đi chứ, trời ơi, giờ nói gì nói. Bây giờ tự nhiên đánh tâm lý thì nói đánh tâm lý, đánh em tưởng đánh vật lý. Trời ơi, đất ơi, con phải biết suy nghĩ chứ trời, chứ không lẽ tự nhiên anh tưởng anh kêu ông vô đánh ba mẹ người ta. Ừ, kỳ lạ vậy không? Bởi vì nãy mới hỏi đó, chắc chưa. Bây giờ cơ hội càng ngày càng tụt điểm, giờ không biết sao. Mới đầu tụt điểm với bé Ngọc, bây giờ tụt điểm luôn nguyên gia đình. Sao Trang gì nữa, bây giờ cái cách này không xài được rồi, thì mình phải dùng cái cách khác. Quy tắc bàn tay phải. Đúng. Cơ hội vẫn còn đó. Đúng. Đưa cái mù. Lật cái lòng. Choàng cổ. Gịch vô. Chốt. Ê, không được. Em gái anh. Ngọc là em gái anh. Ui, anh phải tin em chứ, anh tin em. Anh yên chí cái này em đảm bảo, hiểu không? Anh thì anh tin mày rồi đó. Anh tin cái chiêu đó rồi đó. Nhưng mà anh không tin này. Trời, nhưng mà cách của em phải chốt được. Bao luôn, em chịu trách nhiệm. Rồi ok. Cố lên cho mày. Gái, cơ hội là đây. Cơ hội cuối cùng. Đúng. Tối nay sẽ hẹn em ấy.
ơi. Bỏ nếp vô nha. Mấy muỗng, mấy muỗng. Bỏ, ước lượng ước chừng thôi. Ước chừng Em, ổn không vậy? Được mà, anh tin em đi. Dưới quê có làm không? Đang đẹp trong mắt của bà với má lắm. Yên tâm. Bác. Rồi. Nhỏ này làm tốt ghê. Tiếp theo là đậu xanh nha, bỏ đậu xanh vô trong giữa luôn. Em biết làm gì hết trơn. Cột dây lại thôi. Bà làm bà già đó bà. Cái tàu tết. Thôi. Cảm ơn em. Dạ. Làm mấy trường luôn hả chứ. Đó, bình thường chị ơi, tại vì hồi nhỏ em ở dưới quê á, mẹ em cũng chỉ em nhiều lắm, cho nên là em cũng rành. Hẹn em gặp. Ôi, ủa, anh Nhân anh đưa cho em tờ giấy này hả? Dữ thần luôn, trời ơi. Ủa nhưng mà chị thấy trễ rồi nha. Em đừng nói chị đem định đi nha. Mấy chị nghĩ sao vậy? Anh cảm ơn Ngọc đã nhận lời ra đây ngồi đú đỡ với ấy, anh ngồi nói chuyện tâm sự với anh. Có chuyện gì anh nói nhanh đi. Em còn dơ gói bánh phụ mẹ nữa. Lời nói đầu tiên cho phép em được gửi lời tạ lỗi chân thành đến gia đình của em. Khi mà hồi chiều nay anh có những cái hành động, hành vi khiếm nhã. Anh đòi vố vô đầu ba mẹ em. Tụi bay đi coi văn nghệ hả? Có ai đi đình mà ngồi ghế cán hùng dư với tụi bay không? Tụi bay đi múa lân hả? Chúc Tết ai vậy? Mua lần gì thế này thấy chưa ngu á. Trời ơi, như vậy nó mới không phát hiện ra. Anh có chuyện muốn nói với em lâu lắm rồi mà anh không dám nói. Tại sao bánh tiêu nó mặn quá vậy? Sao anh rảnh quá vậy? Không phải. Ê không, cái đó là hồi sáng. Cái đó hồi sáng anh tính nói. Còn cái chuyện lâu lắm rồi anh tính nói là. Tại sao khi đi cầu với lại gói bánh người ta đều dùng lá chuối? Ý à, yêu hại anh run quá. Thôi bây giờ anh không nói nữa, anh sẽ hành động. Cho anh làm cái. Làm cái gì? Không, làm bình thường lắm. Khám. Anh khám cái gì? Đưa mặt. Sốt hả? Đi. Đưa cái mù, lật cái lòng, choàng cổ, gịch vô, chốt. Đúng rồi Nhân, đúng rồi. Đúng bài rồi. Ê, Ngọc. Ê. Nhân. Nhân. Ê, cảnh. Ngọc em anh. Nó sao vậy? Ai làm gì đâu? Nó không thở được. Nhân. À, bà già ơi. Ai làm gì đâu? Bóp con người ta bị điên không? Tao bóp mày chắc. Thôi, bình tĩnh nè. Mọi người cho tôi tí an ủi công bằng. Mày làm gì vậy? Đau đớn lắm hả? Ngồi trầm ngâm hả? Gặm nhấm nỗi buồn à? Chứ bây giờ đó, ông Cảnh làm vậy rồi hư hết công chuyện của người ta rồi. Đàn ông gì hèn quá vậy? Mình gây ra, mình làm sai, mình phải nhận lỗi. Mắc mới đổi thừa người ta. Đâu phải em đâu, đó rõ ràng ông Cảnh. Nếu mà không xuống em làm vậy, ông nói tin ổng ra vậy luôn. Anh không tin mày vậy luôn Nhân. Vẫn đổi thừa Cảnh được hay thiệt. À, thằng Cảnh nó nói chuyện với anh rồi. Nó muốn em là phải tự tin lên. Em phải mạnh dạn. Nhưng mà làm cái gì em phải suy nghĩ thật kỹ, hiểu không? Em phải phán đoán tình huống. À, mọi chuyện lúc đó nó làm sao. Từng bước một. Chưa hết hồ đồ. Muốn ăn thịt con người ta liền luôn hả? Em gái tao nha.
Chuyện đã lỡ vậy rồi, giờ biết sao? Để hỏi nè. Dạ. Mày có thương em gái anh thật lòng không? Có chứ. Trời ơi, đâu phải là ngày 1, ngày 2 mà em nói em thương Ngọc đâu. Anh biết rồi, em thương Ngọc từ nhỏ. Rồi em cắp em lên Sài Gòn với anh nữa. Nếu mà em không thương Ngọc thiệt lòng là em đã phải lòng cô gái khác rồi. Ở trên đó biết bao nhiêu cám dỗ, nhưng mà em vẫn một lòng thương Ngọc đó thôi. Lỡ như đó nha, bé Ngọc em gái của anh chấp nhận làm vợ của mày, mày có đủ tự tin à sau này em sẽ lo được tương lai của bé Ngọc, em sẽ làm cho bé Ngọc hạnh phúc không? Thì em cũng phải gán thôi. Nói chung là bây giờ em sẽ làm tất cả mọi thứ để cho Ngọc cảm thấy vui là được. Em cũng biết phải nói sao nữa. Giờ em cũng không cần gì hết. Em muốn đánh đổi mọi thứ, chỉ cần Ngọc tha lỗi cho em. Rồi sau đó em sẽ cố gắng chinh phục trái tim của Ngọc. Dữ vậy? Oan. Ủa? Anh tụi đâu rồi? Tụi đi vô nhà rồi. Anh chơi kỳ dữ vậy ta. Còn Ngọc ra đây hồi nào? Ra đây từ cái lúc bạn tuổi ngồi xuống nói chuyện với anh á. Ngọc chơi gì kỳ vậy trời? Ủa lộn, anh tuổi kỳ hơn. Ngọc nghe hết rồi hả? Để tôi xin lỗi Ngọc nha. Xin lỗi suông vậy thôi hả? Muốn sao nữa? Tôi giờ tôi phải làm gì để cho Ngọc hết giận tôi? Đàn ông con trai gì đâu, đi cô gái mà phải nhờ người này với người khác giúp đỡ. Không được á thì đổi thừa người ta. Ủa? Mà anh sao biết chỗ đó? Lúc anh nói chuyện với anh Cảnh, em núp ở đó mà. Đúng xong cái mùi qua cái lòng. Một tay choang qua cổ, kích gỉ vô một cái. Rồi luôn. Hay. Ôi. Ôi chơi kìa, tự nhiên biết rồi mà còn chơi tát người ta. Em tát anh để cho anh biết là đừng bao giờ tin lời người khác một cách mù quáng. Có thể những lời anh Cảnh nói sẽ đúng với anh Cảnh, đúng với một vài người khác, nhưng chưa chắc sẽ đúng với anh đâu. Biết rồi. Thôi cho anh xin lỗi. Anh đừng có làm gì quá phức tạp lên. Anh cứ thể hiện tình cảm một cách bình thường nhất, chân thành nhất thì mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với anh thôi. Vậy Ngọc, Ngọc, Ngọc nắm tay là tha lỗi cho tôi rồi hả? Anh có muốn vô nấu cơm với em không? Được. Anh nấu cơm giỏi lắm á. Đi. Dạ. Mình nấu từ từ thôi nha em. Anh bỡ ngỡ. Quá đã luôn. Chị Nguyệt ơi. Chị Nguyệt. Dạ. Về quê em á, ăn Tết thấy sao? Quá đã luôn chứ sao. Dạ, quá đã luôn. Bây giờ chuẩn bị bước qua năm mới rồi, chúng ta có những cái lời chúc nào hay ho tốt đẹp dành cho nhau không ta? Đúng. Chúng ta phải dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhân dịp năm mới. Bởi vì sao? Đó là nét phong tục tập quán rất là tốt đẹp của người Việt Nam hồi xưa. Để mấy đứa nhỏ nó chúc trước đi. Ủa? Dạ. Chúc trước đi con. Con chúc trước. Chúc đi con. Con chúc là cho hai bác với lại cả nhà mình là năm mới vui vẻ, đi hai về ba. Dạ con. Cái gì? Thôi bậy đó bà không à. Năm mới thêm dâu thêm rể thì được. Đúng rồi, thêm dâu thêm rể. Dạ. Nhưng mà chú vẫn đi hai về ba được nha. Được không? Tôi khỏe lắm á. Năm nay con cũng vui là vậy. Em chúc anh chị. Mình lớn chứ rồi. Bà chạc tuổi người ta luôn á bà. Em cũng vui vậy, đang tới với anh chị. Con cảm ơn anh chị là cho em mà lâu lắm rồi em chưa ăn Tết đông vui vậy. Tới gia đình nha. Cũng chúc anh chị là mạnh khỏe. Rồi sao? Bà hết văn rồi. Biết đếm tiền. Hết văn gì mà làm chủ nhà được hay điện. Có tiền á. Tôi thấy cặp này coi bộ cũng ổn lắm à. Chị này mệt quá. Đi chứ. Chị nha.
Trời ơi, kỳ quá. Riêng con thì cũng chúc mọi người, cũng riêng chúc cô chú là năm nay là dạng sự như ý, có thêm rễ quý. Mình rễ quý là ai? Ai rễ quý là lại. Giờ đến là ông chúc anh chị xui đi. Trời ơi, anh chị xui kìa, sao ông chịu chưa? Tôi chịu. Chịu rồi phải không? Không không, để tôi kể cho anh chị nghe. Vậy đó mà ổng á đã từng tuyên bố nha, hễ cái thằng này á mà bước vô cái nhà tôi á là hai vợ chồng tôi bỏ nhà. Ê, đi trời ơi, thấy không? Thì nói chung là lúc đó là hiểu lầm thôi, mà sau khi nó đi cái tự nhiên nhớ nhung đó. Chứ giờ chịu nó rồi. Thôi cảm ơn anh chị hen, rồi năm mới tới đây rồi thì chúc anh chị năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý hen. Ôi chúc nghe nó cũng phổ thông dữ ha. Thôi và bây giờ thì chuẩn bị bước qua năm mới rồi, sắp tới thời khắc quan trọng rồi. Con xin phép chúc ba má, chúc tất cả mọi người ở đây, chúc hết tất cả mọi người luôn, lúc nào cũng thật mạnh khỏe, có cuộc sống thật là bình an, kiếm được thật 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 nhiều tiền để chuẩn bị đón một cái Tết thật là ấm no. Chị Nguyệt, chị Nguyệt, chúc chị Nguyệt năm sau lấy được chồng. Bớt cho một tháng đi nhà nha. Bớt năm tháng luôn. Gì? Bớt rồi. Bớt cả đời luôn. Ê, ơi, đi chồng với mấy người. Đang đợi mẹ. Bây giờ tới tôi. Cho ông chúc đi, ông chủ nhà mời. Chúc đi ông. Tôi hứng quá. Nói chung là tôi chúc tất cả mọi người năm mới có nhiều sức khỏe. Quơ quơ cái tai quá. Không khí bây giờ nó vui quá giao thừa mà. Nói chung là tôi chúc mọi người có nhiều sức khỏe, không có bệnh tật cái gì hết. Nhưng quan trọng nhất là gì? Tiền vô cửa trước, tiền vào cửa sau, hai đứa gặp nhau, chui vô toilet. Bậy bạ. Không, lộn. Chui vô cái xác. Yeah. À, tôi không hay nói bậy nói bạ lắm, để tôi thay mặt. Cảm ơn anh chị xui qua đây với tụi tôi. Cảm ơn em, mấy con. Hen, coi như là về quê cô chú ăn Tết. Rồi cũng chúc cho toàn thể đại gia đình mình một năm mới là nhiều sức khỏe, mọi sự bình an, cát tường như ý. Yeah. Bây giờ chúng ta khui bia nha. Phát bia, chuẩn bị. Rồi. Đây. Ly. Ngon nha, ngon. Bữa này là uống tới xui nha. Rồi, tới luôn. Ông à. Khui một cái nè. Chuẩn bị bước qua năm mới. Chúng ta cùng nhau uống bia đỏ để bước qua năm mới được lọc đỏ cả năm nào. 1, 2